Chương 111 Tôi làm thư ký cho anh được không? Bên ngoài phòng họp, phòng tiệc lớn như vậy có không ít nữ nhân và lại nữ nhân trẻ tuổi chiếm đa số Những nữ nhân này trên cơ bản là vợ của người quản lý cấp cao trong chuỗi siêu thị phú sai hoặc là bạn gái Đương nhiên, cũng có một số ít người giống như Triệu Lâm Lúc này, Triệu Lâm đang cùng Hoàng Thiên nói chuyện phiếm Hai người tùy tiện hàn huyên một hồi Triệu Lâm liền thấy được Lý Thanh lý thanh ta ở bên này nhìn thấy triệu lâm lý thanh lập tức cười cũng đi tới ngồi xuống bên cạnh triệu lâm nhìn thấy hoàng thiên lý thanh có chút kinh ngạc không nghĩ tới triệu lâm cùng hoàng thiên hai người ở cùng một chỗ hoàng thiên xin chào lão trung còn đang họp bên trong hoàng thiên gật gật đầu mỉm cười nói ta thấy hội nghị sắp kết thúc lão trung sắp đi ra rồi quả nhiên không bao lâu cách đó không xa phòng họp cửa lớn liền mở ra người tham gia hội nghị toàn bộ đều là vẻ mặt vui mừng, mọi người nhao nhao đi ra. Ra khỏi phòng họp, Trung Nguyên đồng dạng vẻ mặt vui mừng, ánh mắt nhìn lại chung quanh, hiển nhiên đang tìm kiếm Lý Thanh, nhìn thấy Trung Nguyên, Lý Thanh lập tức đứng lên vất vất tay. Trung Nguyên cao hứng đi tới, nhìn thấy Hoàng Thiên, Trung Nguyên kinh hỉ nói, Lão Hoàng, cậu cũng ở chỗ này a à? Lúc họp không thấy Hoàng Thiên, trong lòng Trung Nguyên đã có chút kỳ quái, bởi vì Trung Nguyên biết, Hoàng Thiên Tài là ông chủ chân chính của chuỗi siêu thị Phú Giai, thân là chủ tịch, cư nhiên không có tham gia hội nghị, không nghĩ tới ở góc không chút thu hút này thấy được Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cười cười, nói đùa, "Lão Trung, tôi không ở đây, vậy tôi nên ở nơi nào?" Trung Nguyên cười một cái, sau đó cũng ngồi xuống. Thấy Trung Nguyên vẻ mặt vui mừng, Lý Thanh tò mò nói, "Lão Trung, việc vui gì, cao hứng như vậy?" Trung Nguyên nhìn Hoàng Thiên, tiếp tục nói, "Lý Thanh, vừa rồi trong hội nghị Tổng giám đốc của chúng ta đã phát phần trăm cuối năm nay cho chúng ta. Các anh phát phần trăm cuối năm là bao nhiêu? Là nữ nhân đều giống nhau, quan tâm nhất chính là nam nhân của mình phát bao nhiêu tiền. Lý Thanh cũng giống vậy, lập tức có chút chờ mong hỏi tới. Lão Trung, là hai vạn hay là ba vạn? Triệu Lâm bên cạnh vẻ mặt kinh ngạc, không khỏi cũng hỏi. Lý Thanh, không thể nào, chúng nguyện đi siêu thị Phú Giai không đến hai tháng là có thể lấy hai ba vạn tệ. Hoàng Thiên ngồi ở bên cạnh, bình tĩnh uống đồ uống, cười mà không nói. Trung Nguyên cao hứng nhìn mọi người một cái, sau đó nói, không chỉ hai ba vạn con số này, Lý Thanh, em đoán lại xem. Lý Thanh có chút kinh hỉ, sau đó lớn mật suy đoán nói, lão Trung sẽ không có mười vạn a. À. Nói xong, Lý Thanh vẻ mặt chờ mong nhìn bạn trai của mình, hy vọng bạn trai của mình gật đầu một cái. Đáng tiếc, Trung Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu. Thấy Trung Nguyên lắc đầu, Lý Thanh có chút mất mát, trong lòng thầm nghĩ mình thật sự là choáng váng. Trung Nguyên đi siêu thị Phú Giai mới bao lâu, trong thời gian ngắn như vậy làm sao có thể lấy được 10 vạn trích phần trăm. Phải biết rằng, Trung Nguyên không có đi Phú Giai siêu thị thời điểm, tại công ty trước kia, nghiệp vụ tương đối xuất sắc, mỗi một tháng cũng chỉ 5, 6 ngàn, nhiều nhất thời điểm cũng chỉ 7, 8 ngàn thu nhập. Bên cạnh Triệu Lâm, hâm mộ nhìn xem Lý Thanh, tìm tốt như vậy một người bạn trai, nghe được Lý Thanh nói ra 10 vạn con số, Triệu Lâm kinh hô, 100 ngàn, thấy Trung Nguyên lắc đầu, Triệu Lâm mới nhẹ nhàng vỗ vỗ bộ ngực đầy đạn cao ngất của mình. Một vỗ này có vẻ có giãn 10 phần. Vừa vặn nhìn thấy một màn như vậy, Hoàng Thiên vội vàng mở mắt ra. Trong lòng thầm nghĩ, Triệu Lâm này thật đúng là có chút vinh váo. Người đoán lại đi. Trung Nguyên không nói ra con số trích phần trăm cụ thể mà là một lý thanh đoán lại. Hoàng Thiên thấy Trung Nguyên trang bức, không khỏi có xúc động đạp Trung Nguyên một cước. Không nghĩ tới lấy được trích phần trăm xa xỉ. Không nghĩ tới y theo tính cách Trung Nguyên cũng sẽ đắc ý. Lão Trung, chẳng lẽ là 50 vạn đồng? Lần này, Trung Nguyên không có lắc đầu. Vì vậy, Lý Thanh vẻ mặt kinh hỉ nói, Lão Trung, thật là 50 vạn. Ông trời của ta, vẹn vẹn làm không đến hai tháng liền cầm 50 vạn trích phần trăm. Triệu Lâm kinh hô. Trung Nguyên đem Lý Thanh cùng Triệu Lâm đều nhìn mình như vậy. Trung Nguyên đắc ý cười một tiếng. Sau đó từ trong túi của mình lấy ra chi phiếu tiền mặt của mình, đắc ý đưa cho Lý Thanh. Tiếp nhận chi phiếu, nhìn thấy con số phía trên, Lý Thanh hoàn toàn ngây dại nhìn thấy dị trạng của Lý Thanh, Triệu Lâm ngồi ở bên cạnh Lý Thanh lập tức liền xuống lại, cũng coi trọng chi phiếu trong tay Lý Thanh, không thể nào, 56 vạn. Triệu Lâm cho rằng mình nhìn lầm, lập tức rụi rụi mắt của mình, cẩn thận xác nhận, đúng là 56 vạn không thể nghi ngờ, lúc này, vẻ mặt Triệu Lâm không thể tin được. Đãi ngộ của siêu thị phú giai tốt như vậy, Triệu Lâm vẻ mặt ngạc nhiên. Nhìn một lúc lâu, Lý Thanh cẩn thận cất kỹ tấm chi phiếu tiền mặt này, cẩn thận bỏ chi phiếu vào túi sách của mình giống như là một tấm chi phiếu mấy trăm vạn. Đem chi phiếu bỏ vào túi sách của mình, Lý Thanh còn lo lắng nhẹ nhàng ấn ấn, tẳng phất lo lắng chi phiếu này không cánh mà bay. Lý Thanh, thật là hâm mộ cậu, tìm được một người bạn trai biết kiếm tiền như vậy, không đến hai tháng đã kiếm được nhiều tiền như vậy. Không đến hai tháng chính là năm, sáu mươi vạn, một năm kia xuống tới, còn không phải có thể kiếm được ba, bốn trăm vạn. Một năm ba, bốn trăm vạn, trong lòng tính ra một con số như vậy triệu lâm càng thêm hâm mộ nhìn lý thanh thấy triệu lâm nhìn mình như vậy lý thanh cao hứng cười nói triệu lâm hảo tìm muội của ta điều kiện của cô tốt như vậy một đại mỹ nữ nhất định có thể tìm được một con rể rùa vàng giống hoàng thiên của chúng ta đã là không tệ rồi người đẹp trai lại có tiền nghe vậy hoàng thiên không khỏi lắc đầu trong lòng thầm nghĩ ta nằm thế nào cũng trúng đạn hoàng thiên đương nhiên không tệ chỉ là người ta luôn cố ý vô tình giữ khoảng cách với mình triệu lâm thầm nghĩ trong lòng bất quá triệu lâm trong lòng vẫn là khẽ động nhớ tới vừa rồi cái kia trương tiền mặt chi phiếu cũng đúng lập tức đối với lý thanh nói lý thanh đem chi phiếu của cô cho ta xem một chút thấy triệu lâm muốn xem chi phiếu bảo bối của mình lý thanh khẩn trương nói triệu lâm làm sao vậy cô sẽ không đánh chú ý chi phiếu của tôi chứ lý thanh cô còn không tin ta ta chỉ là muốn nhìn lại tấm chi phiếu kia của cô nghe vậy lý thanh mới cẩn thận từng ly từng tí đem chi phiếu của mình lấy ra chậm rãi đưa cho triệu lâm tiếp nhận chi phiếu triệu lâm cẩn thận nhìn con dấu phía trên hoàng thiên ấn hoàng thiên là chủ tịch công ty cũng là pháp nhân của công ty trên chi phiếu tự nhiên in con dấu của hoàng thiên nhìn thấy tên hoàng thiên hai mắt triệu lâm sáng ngời hoàng thiên đây là tên của anh anh đúng là ông chủ chuỗi siêu thị phú giai nhìn thấy bộ dáng của triệu lâm trung nguyên cùng lý thanh nhìn nhau hai người vui vẻ cười ha ha cười xong lý thanh mới nói nhà đầu ngốc cô hiện tại biết hoàng thiên chính là thân gia hàng tỷ phú siêu thị chuỗi tập đoàn chân chính ông chủ a các ngươi cũng không có nói với ta ta làm sao biết ha ha trung nguyên cùng lý thanh lại vui vẻ cười rộ lên đối mặt với nụ cười thiện ý của trung nguyên và lý thanh triệu lâm cũng cảm thấy tương đối vui vẻ không nghĩ tới hoàng thiên trong lòng mình thật sự là ông chủ lớn trẻ tuổi như vậy có tiền như vậy trong lòng triệu lâm âm thầm nói hoàng thiên chính là mục tiêu cuối cùng của ta trong lòng có quyết định triệu lâm cắn răng một cái lộ ra nụ cười mê người nhất đối với hoàng thiên nói hoàng thiên đại lão bản ta cho anh làm thư ký được không hoàng thiên đánh giá triệu lâm xinh đẹp một cái trong lòng thầm nghĩ điều kiện như vậy muốn dáng người có dáng người muốn khuôn mặt có khuôn mặt vẫn là tốt nghiệp đại học đúng là ứng cử viên tốt để làm thư ký chỉ là mình không cần thư ký a à. hoàng thiên cười nói ta liền một cái ông chủ lười biếng, một tháng cũng không có tới công ty được mấy lần, ta không cần thư ký a, à? ông chủ lớn như vậy, sao lại không cần thư ký chứ? Triệu Lâm có chút nóng này, phải biết rằng trước mặt bạn thân của mình, những lời vừa rồi Triệu Lâm cố lên bao nhiêu dụng khí, Triệu Lâm muốn làm thư ký cho Hoàng Thiên, Hoàng Thiên thì nói không cần, như vậy sao được? nhìn thấy bộ dáng lo lắng của Triệu Lâm như vậy, Lý Thanh cho chúng Nguyên một ánh mắt, hiển nhiên là muốn Trung Nguyên mở miệng giúp bạn thân của mình, vì vậy trung nguyên mở miệng nói lão hoàng nếu không cậu tạm thời dùng thử một chút để triệu lâm làm thư ký cho cậu thử một lần mặc dù là bạn tốt của mình mở miệng nhưng hoàng thiên vẫn nói triệu lâm ta hiện tại thật sự không thiếu thư ký chuyện này về sau hãy nói hoàng thiên nói như vậy hiển nhiên là khéo léo từ chối nhất thời trong lòng triệu lâm từng đợt mất mát thật sâu tiệc rượu chúc mừng hàng năm của tập đoàn chuỗi siêu thị phú giai bắt đầu Chủ trì tiệc rượu chính là giá cao mời tới hai vị MC nổi tiếng chủ trì. Có như vậy hai người nổi tiếng chủ trì, tiệc rượu không khí sẽ không kém. Hai người rượu ngữ liên châu, đem không khí rất nhanh liền đề lên. Đương nhiên, tất cả mọi người lấy được xa xỉ tiền mặt chi phiếu, tự nhiên không khí cũng không tệ. Bây giờ hoan nghênh Tổng Giám đốc chuỗi siêu thị Phú Giai phát biểu. Sở Minh Hạo một thân âu phục, sơ mi trắng cùng dày da, hàng hái bắt đầu tổng kết hàng năm, triển vọng và quy hoạch tương lai. Ngoài ra, đương nhiên có bài phát biểu mừng năm mới. Toàn bộ phòng tiệc không khí nhiệt liệt, mọi người đối với tương lai tràn ngập hy vọng, trước mắt, siêu thị phú gia phát triển tốt như vậy. Mọi người tự nhiên tiền đồ rộng lớn, tiền đồ càng huy hoàng, tràn ngập nhiệt tình cùng lòng tin là tự nhiên. Sở Minh Hạo đọc diễn văn ước chừng 20 phút, trong lúc đó liền bộc phát ra mấy lần vỗ tay nhiệt liệt, quả thực chính là tiếng vỗ tay như sấm. Hoàng Thiên lặng lặng ngồi ở một góc, nhìn mọi người nhiệt liệt như vậy, trong lòng cũng tràn đầy cao hứng hoàng thiên anh không đi lên nói vài câu lý thanh bên cạnh thấy hoàng thiên không có ý định lên không khỏi tò mò hỏi hoàng thiên mỉm cười nói có sở tổng là được rồi tôi không cần phải xuất hiện nữa bên cạnh triệu lâm nhìn một chút phòng tiệc tràn đầy nhân sĩ thành công những thứ này trên cơ bản là nhân viên chung cao tầng của chuỗi siêu thị phú giai về thu nhập hàng năm mà nói những người này ít thì một hai triệu nhiều thì hơn mười triệu nhiều người như vậy toàn bộ đều là nhân viên của Hoàng Thiên. Ánh mắt Triệu Lâm nhìn về phía Hoàng Thiên không khỏi tràn đầy phức tạp, thậm chí có một chút u oán. Điều kiện của mình tốt như vậy, muốn dáng người có dáng người, muốn khuôn mặt có khuôn mặt, và lại còn là sinh viên đại học, chủ động làm thư ký cho Hoàng Thiên, Hoàng Thiên cư nhiên không cần. Sở Minh Hạo đọc diễn văn kết thúc, hiện trường lại bộc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt, tiếng vỗ tay kéo dài không dứt, ít nhất rằng có 2, 3 phút. Tiếp theo, tiệc rượu ăn mừng bắt đầu, Nhân viên phục vụ của khách sạn Thần Long như nước chảy mây chui bắt đầu mang thức ăn lên. Tiệc rượu lần này phi thường phong phú. Mỗi một bàn không chứa rượu đều là hai vạn 8 ngàn tám. Ngoài ra còn có giá trị xa xỉ lạp phỉ cùng với ngũ lương dịch cùng rượu bao đài. Tiệc rượu bắt đầu mọi người bắt đầu an vị. Hoàng Thiên này một bàn rất nhanh liền tới vài người thẳng đến ngồi đầy 10 người. Hoàng Thiên nhìn nhìn mấy người này tương đối xa lạ, hẳn là vài tên trung tầng nhân viên quản lý. Những người này hiển nhiên cũng không biết Hoàng Thiên trong đó có hai người ngược lại là cùng Trung Nguyên tương đối quen thuộc, lẫn nhau trong lúc đó nhiệt tình chào hỏi. Nhìn thấy tiệc rượu phong phú như vậy, Lý Thanh âm thầm kinh hãi, tung hùm lớn úc, bào ngư lớn, hải sâm. Ngoài ra, còn có sơn hào hải vị, có mấy thứ, Lý Thanh thậm chí chưa từng thấy qua, chứ đừng nói chi là ăn qua. Trong lòng kinh hãi, Lý Thanh cũng âm thầm cao hứng. Vì thế, Lý Thanh lặng lẽ nhìn thoáng qua Hoàng Thiên, tiếp theo lại nhìn Trung Nguyên một cái, trong lòng tràn đầy vui mừng. Tiệc rượu vô cùng náo nhiệt, cũng vô cùng tận hứng, trong lúc đó còn an bài không ít tiết mục, tiệc rượu vẫn tiến hành đến 10 giờ tối về sau. Mọi người chuẩn bị rời khỏi khách sạn, Hoàng Thiên đối Trung Nguyên bên cạnh nói, Lão Trung, cùng đi, được, vừa vặn tiện đường. Trung Nguyên mua nhà mới cũng ở Vinh Tương Thủy, mua chính là nhà sẵn tiện nghi, có thể sách túi vào ở. Trung Nguyên cùng Lý Thanh hai người đã ở Vinh Tương Thủy, đã qua thế giới hai người. Mọi người cùng nhau lên xe việt dã Mercedes-Benz G550 trước cửa khách sạn. Đầu tiên là đưa Triệu Lâm trở về phòng trọ của cô, sau đó mọi người cùng nhau trở về Vịnh Tương Thủy. Trên xe, Hoàng Thiên một bên lái xe, một bên đối với Trung Nguyên nói: "Lão Trung, cậu cùng Lý Thanh đã qua dọn về chung một nhà, khi nào thì mời ta uống rượu?" Trung Nguyên hạnh phúc nhìn thoáng qua bạn gái của mình, sau đó nói với Hoàng Thiên: "Lão Hoàng, tôi và Lý Thanh đã thương lượng xong, lễ mừng năm mới năm nay đến nhà tôi trước." sau đó đến nhà Lý Thanh. Sau khi gặp phụ huynh hai bên, chúng tôi chuẩn bị qua năm mới đi làm chứng, sau đó chọn một ngày tốt để làm đám cưới. Lão Trung, vậy chúc mừng cậu. Cậu lần này về quê, có muốn hay không ta đem xe cho cậu mượn? Trung Nguyên suy nghĩ một chút nói, Lão Hoàng, cảm ơn, tôi chuẩn bị đi mua một chiếc xe mới. À thật sự ta thiếu chút nữa đã quên, hôm nay phát cuối năm trích phần trăm mua một chiếc xe không thành vấn đề. Hoàng Thiên Cao hướng nói, mọi người một đường trò chuyện. Không bao lâu, xe Việt giã Mercedes-Benz vững vàng chạy vào tiểu khu Vịnh Tương Thủy. Tiến vào tiểu khu không xa, sau khi hai người Trung Nguyên xuống xe, Hoàng Thiên trực tiếp trở về biệt thự của mình. Vài ngày nữa sẽ về quê, nghĩ đến ba, mẹ, còn có em gái của mình, trong lòng Hoàng Thiên một trận ấm áp. Tiếc núi chính là Trịnh Nhược Đồng đã quay về Đông Hải, lễ mừng năm mới năm nay Hoàng Thiên không mang bạn gái về nhà, có thể mẹ lại lải nhài một trận nghĩ tới đây hoàng thiên nhớ tới chính mình đã có bạn gái sự tình tự hồ còn không có cùng ba mẹ của mình nói một chút hoàng thiên cười cười trong lòng thầm nghĩ về nhà rồi nói sau mấy ngày kế tiếp hoàng thiên cơ hồ cả ngày đều ở tu luyện về phần hàng hóa chuẩn bị tết sở minh hạo sẽ vì hoàng thiên chuẩn bị trực tiếp từ siêu thị của mình mua sắm là được hiện tại siêu thị phú giai hàng hóa đầy đủ hết cái gì cũng có mua sắm hàng tết tự nhiên không thành vấn đề sau khi bế quan tu luyện vài ngày, 29 âm lịch, trước lễ mừng năm mới một ngày, Hoàng Thiên gọi mấy cú điện thoại, nói với mọi người mình về quê ăn Tết. Trong đó, cùng chị Nhược Đồng điện thoại thời gian dài nhất, hai người tình ý miên man gọi hơn một giờ. Ngoài ra, cùng Tề An Đức cũng thông hơn 10 phút điện thoại. Trong lúc đó, Tiểu Nha đầu Tề Tiểu Lộ còn đoạt điện thoại, âm ý muốn cùng Hoàng Thiên về quê ăn Tết. Tề Tiểu Lộ đã được nghỉ đông, Tề Tiểu Lộ lớn lên trong thành phố vô cùng tò mò đối với nông thôn vô cùng muốn đi quê nhà nông thôn của Hoàng Thiên nhìn một cái. Bất quá, Hoàng Thiên vẫn từ chối tề tiểu lộ, khiến cho tề tiểu lộ chu cái miệng nhỏ nhắn, nói về sau không bao giờ để ý tới anh Hoàng Thiên nữa, khiến cho chính Hoàng Thiên cũng cười ha ha. Lần này Hoàng Thiên về nhà, có thể ở nhà thời gian tương đối dài, Hoàng Thiên nhất nhất gọi điện thoại, phi thường ái náy nói có thể không thể tự mình chúc Tết mọi người. Phải về nhà, nhìn cốp xe Việt dã nhét đầy, Hoàng Thiên không khỏi nở nụ cười, sở minh hạo này tôi làm sao dùng được nhiều đồ Tết như vậy? Tết âm lịch, đối với thương gia mà nói, đây là một thời gian hoàng kim, nhất là đối với các siêu thị lớn mà nói. Siêu thị Phú Giai đã đưa ra quyết định, chiều 30 Tết siêu thị tạm thời ngừng kinh doanh, đúng 8 giờ sáng mùng 2 Tết khai trương. Siêu thị chỉ ngừng kinh doanh một ngày rưỡi, thời gian Tết âm lịch siêu thị sẽ vô cùng bận rộn, bất quá, tất cả đều có sở minh hạo cùng đội quản lý của hắn, tất cả không thành vấn đề. Khóa kỹ biệt thự của mình, Hoàng Thiên lái xe rời khỏi Vịnh Tương Thủy, rời khỏi thành phố Phù Dung, chạy lên đường cao tốc, đi về phía huyện Bạch Mã thành phố Tương Trung. Quê Hoàng Thiên, biết được con trai mình trở về đón năm mới. Hai vợ chồng Hoàng Kiến Quân và Phùng Xuân Nga đã sớm bận rộn, chuẩn bị cơm trưa. Tết năm nay người một nhà sẽ đón năm mới ở biệt thự thị trấn. Nhà ở quê Hoàng Thiên đã dỡ xuống chuẩn bị xây dựng lại, quê cách thị trấn lại không xa. Nếu có xe thì vô cùng thuận tiện, người một nhà đón năm mới ở thị trấn. Mùng 2 Tết, có thể sẽ về quê chúc Tết mấy trường bối. Hoàng Hân vui vẻ nói, mẹ, hôm nay anh sẽ về, không biết lần này anh mua quà gì cho con, thật chờ mong nha. Cùng Xuân Na, chịu mến dùng ngón tay nhẹ nhàng gật đầu Hoàng Hân một cái. Hoàng Thiên lái chiếc Mercedes Benz G550 của mình, chạy dọc theo đường cao tốc bước trường 2 giờ, rồi xuống đường vòng, chạy về phía huyện Bạch Mã. Nhìn thấy thị trấn trong tầm mắt, trong đầu Hoàng Thiên hiện lên ba mẹ mình, bóng dáng em gái nhỏ, trong lòng tràn đầy ấm áp, hơi hơi kích động. Lấy điện thoại ra, Hoàng Thiên cao hứng nói, ba, con đã xuống đường cao tốc, đã vào thị trấn rồi. Hoàng Hân ở cửa biệt thự kiễng chân chờ đợi, chờ đợi anh trai của mình. Nhìn thấy một chiếc Mercedes Việt dã màu đen khí phách cương nghị thân ảnh, Hoàng Hân vui sướng nhảy dựng lên, lớn tiếng hô, ba, mẹ, anh hai đã trở lại. Dừng xe trước biệt thự nhà mình, Hoàng Thiên nhìn thấy em gái mình, không khỏi cũng vui vẻ nở nụ cười mà Hoàng Hân thì một phen vọt vào trong ngực Hoàng Thiên vừa xuống xe. Hoàng Thiên ôm em gái của mình, cao hứng nhìn qua một vòng. Nghe được thanh âm của Hoàng Hân, Hoàng Kiến Quân đang bận rộn, Phùng Xuân Nga hai người đồng loạt cao hứng vội vàng 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 đi ra, nhìn thấy Hoàng Thiên, trên mặt hai người tràn đầy tự ái. Bà ba, mẹ ơi! Hai người nhìn thấy con trai mấy tháng không gặp, ánh mắt có chút gắt át, liên tục nói. Được, được, mau vào nhà. Hàng Tết Hoàng Thiên mang về vô cùng nhiều. Ăn, uống, dùng, mặc, thiếu chút nữa đem cốp xe rộng thùng thình của Mercedes Benz nhét đầy. Nhìn Hoàng Thiên chuyển xuống nhiều đồ như vậy, Hoàng Hân hưng phấn gần như vỗ tay, từ trong một đống lớn đồ tìm kiếm quà của mình. Hoàng Thiên cầm mấy bộ quần áo giá trị xa xỉ nói, em, đừng tìm, đây là quà cho em, nhìn một chút, có thích hay không? Hoàng Hân tiếp nhận quà của mình, vẻ mặt vui sướng, anh, anh thật tốt, người một nhà vui vẻ hòa thuận. Cơm trưa, người một nhà ngồi cùng một chỗ, vừa nói vừa cười, ăn vô cùng ấm áp cùng vui vẻ. Tiểu Thiên, con nên tìm một người bạn gái, con xem con trai bà Hà ở thôn chúng ta, lớn bằng con, đã có con 2 tuổi rồi. Hì hì, mẹ, có phải mẹ muốn ôm cháu không? Hoàng Hân tinh quái, thấy mẹ mình quả nhiên nói chuyện bạn gái, Hoàng Thiên liền cảm thấy nhức đầu, đành phải nói, mẹ, con đã có bạn gái rồi. Thật sự đã có bạn gái rồi, đừng gạt mẹ. Phùng Xuân Nga có chút không tin, bình thường hoàng thiên cũng thường xuyên gọi điện thoại về nhà mình nhưng chưa từng nói qua chuyện bạn gái mình khó trách phùng xuân nga không tin hoàng kiến quân hiển nhiên cũng có một chút không tin không khỏi nói tiểu thiên con cũng không nên dỗ chúng ta vui vẻ nếu không có biểu gì con có một thân thích có một nữ nhi vừa mới tốt nghiệp đại học nữ hải từ kia cha gặp qua một lần cha thấy cũng không tệ thấy ba mình cũng quan tâm chuyện này hoàng thiên vội vàng nói ba mẹ con thật sự có bạn gái rồi, có cơ hội con dẫn về cho hai người xem một chút. Thật sự có bạn gái, vậy là tốt rồi." Hoàng Kiến Quân và Phùng Xuân Nga lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Hoàng Hân cũng cảm thấy hứng thú nói, "Anh, chị dâu tương lai rất xinh đẹp đi." Nghĩ đến thân ảnh xinh đẹp của chị Nhược Đồng, Hoàng Thiên gật đầu nói, "Xinh đẹp, rất xinh đẹp." Đến 30 vô cùng náo nhiệt và vui mừng. Thị trấn Bạch Mã nho nhỏ, từng đóa pháo hoa nở rộ trên bầu trời, Hoàng Thiên cũng mua mấy thùng pháo hoa sau đó chúc mừng năm mới trước biệt thự nhà mình. Cơm tất niên là người một nhà cùng nhau bận rộn, Hoàng Thiên cũng tham dự, Phùng Xuân Nga cùng Hoàng Kiến Quân hai người đầu bếp chính, Hoàng Thiên cùng Hoàng Hân phụ chút việc vặt. Một bàn cơm tất niên phong phú, tràn ngập mùi vị năm mới nồng đậm, Hoàng Kiến Quân hăng hái rất cao, mở một chai mao đài, cùng Hoàng Thiên chậm rãi đối ẩm. Lúc trở lại thành phố Phù Dung, đã qua 15 âm lịch, cũng chính là sau ngày mười mấy tháng 2, ở quê đón năm mới, mùi vị này thật sự không tệ. Hoàng Thiên ngẩn ngơ chính là hơn 10 ngày. Lái xe trở lại biệt thự Vịnh Tương Thủy, trong lòng Hoàng Thiên ấm áp, Trịnh Nhược Đồng đã từ Đông Hải trở về vài ngày, biết hôm nay Hoàng Thiên trở về, Trịnh Nhược Đồng đã ở trong biệt thự. Hai người hai mươi mấy ngày không gặp mặt, xem như tiểu biệt thắng tân hôn, tự nhiên có một phen ấm áp. Cửa hàng chuỗi siêu thị Phú Giai ở thành phố Thạch Phong đã khai trương vào mùng 8 tháng riêng, làm ăn bình thường, không tốt không xấu, điều này làm cho Sở Minh Hạo cảm thấy ngoài ý muốn. Trong tưởng tượng của Sở Minh Hạo, siêu thị phú giai vừa khai trương làm ăn phải vô cùng phát đạt mới đúng bởi vì hoàn cảnh mua sắm của siêu thị là hạng nhất hàng hóa đầy đủ hết giai đoạn đầu tuyên truyền cũng vô cùng đúng chỗ không có khả năng xuất hiện tình huống như vậy sở minh hạo không dám chậm trễ lập tức đem tình huống báo cáo cho hoàng thiên nghe được tình huống này hoàng thiên tự nhiên biết là nguyên nhân gì bởi vì hoàng thiên còn không có bảy trận đâu không có tụ tài trận gia trì việc làm ăn của siêu thị khẳng định chỉ có thể xem như bình thường về nhà ngày hôm sau, Hoàng Thiên liền gọi điện thoại cho sở Minh Hạo. Minh Hạo, tôi đã về nhà. Hôm nay đến công ty một chuyến, mà khác an bài một chút. Chúng ta ngày mai cùng đi thành phố Thạch Phong một chuyến. Ông chủ, thật tốt là anh đã trở lại. Trong lời nói của sở Minh Hạo tràn đầy kinh hỉ, chi nhánh ở thành phố Thạch Phong kia là một đại sầu của sở Minh Hạo. Thấy ông chủ Hoàng Thiên chuẩn bị tự mình đi thành phố Thạch Phong, trong lòng sở Minh Hạo tự nhiên cao hứng. Tập đoàn chuỗi siêu thị Phú Giai nơi này là thanh thạch quảng trường siêu thị chỗ ở cả một tầng cao ốc lúc trước thuê xuống như vậy cả một tầng làm việc khu vực có vẻ phi thường rộng rãi hiện tại theo công ty quy mô mở rộng tuyển nhận không ít người mới về sau làm việc khu vực đã hơi lộ vẻ chật trội hoàng thiên đi thang máy trực tiếp lên công ty của mình vào văn phòng của mình văn phòng hoàng thiên là một căn phòng lớn vô cùng rộng rãi xa hoa vô cùng tương xứng với thân phận chủ tịch lúc này một vị nữ thư ký đang thu thập một vệ sinh cho văn phòng của Hoàng Thiên, đem một ít trọng yếu văn kiện cùng báo cáo trình tề đặt ở trên bàn làm việc của Hoàng Thiên. Hoàng Thiên tuy rằng rất ít đến công ty, nhưng sở Minh Hạo vẫn sẽ an bài thư ký, mỗi ngày thu dọn dọn dẹp một chút văn phòng của Hoàng Thiên, văn phòng của Hoàng Thiên trình tề, không nhiễm một hạt bụi. Một mỹ nữ thư ký, một thân chức nghiệp trang phục, nhìn qua có một phen xinh đẹp khác, tuyết trắng áo sơ mi, trước ngực đầy đặn hoàn toàn phụ trợ đi ra. Phía dưới mặc váy ngắn màu đen, thon dài đùi mang tất chân hoàn toàn là tràn ngập lực hấp dẫn tất chân đùi đẹp vị nữ thư ký đang ghé vào rộng rãi bàn làm việc trên cúi người sửa sang lại trên bàn đồ vật bởi vì là cúi người duyên cớ cái mông rất tròn lộ ra kinh người đường cong tràn ngập hấp dẫn cũng may trong phòng làm việc không có ai nếu không thấy một màn như vậy còn không chảy máu mũi a vị thư ký này giống như không có chút ý thức được tư thế này của mình thật sự là quá mê người lúc này đang dụng tâm sửa sang lại văn kiện hoàng thiên đi tới cửa phòng làm việc của mình lấy ra chìa khóa sau khi mở cửa đi vào hoàng thiên cũng không có nghĩ trong phòng làm việc của mình có người tiến vào văn phòng hoàng thiên liếc mắt một cái liền thấy được nữa thư ký đưa lưng về phía mình nhìn thấy cái mông tràn ngập sức hấp dẫn này trong đầu hoàng thiên hiện ra động tác trong các tác phẩm kinh điển hoàng thiên thấy trong lòng nóng lên ngay cả muốn tránh đi một chút ánh mắt cũng không có cách nào tránh đi hoàng thiên chỉ có thể nhẹ nhàng ho khan một tiếng nghe được thanh âm nữ thư ký lập tức đứng dậy xoay người nhìn thấy hoàng thiên vẻ mặt kinh hỉ lập tức cao hứng nói hoàng tổng là ngài thấy một màn không nên thấy hoàng thiên xấu hổ cười một cái hoàng thiên nhẹ nhàng ngồi ở trên chiếc ghế rộng rãi thoải mái của chính mình cầm lấy một phần văn kiện cẩn thận xem xét nữ thư ký thì lắc lắc vòng eo đi ra ngoài không bao lâu nữ thư ký này liền tự mình rót một chén trà bưng tới cho hoàng thiên sau đó cô gái này chân thành đi ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa phòng làm việc lại. Cầm văn kiện, Hoàng Thiên trong lòng thầm nghĩ, sở minh hạo này, cư nhiên chọn một thư ký xinh đẹp như vậy thu dọn văn phòng cho mình, chờ một chút chuyện này muốn cùng sở minh hạo nói một chút. Ít nhất hơn 10 ngày không có tới văn phòng của mình, văn kiện đặt ở trên bàn của Hoàng Thiên thật đúng là không ít, ngoài ra còn có vài phần báo cáo. Hoàng Thiên nhìn mấy phần văn kiện về sau, cầm lấy một phần báo cáo cẩn thận xem xét. Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, sở minh hạo vẻ mặt vui mừng đi vào hiển nhiên là có không ít công việc muốn hướng hoàng thiên nhất nhất báo cáo sở minh hạo ở trong phòng làm việc của hoàng thiên báo cáo tình hình kinh doanh của mấy siêu thị lớn trước mắt vẫn báo cáo một tiếng cuối cùng sở minh hạo thở dài một hơi nói ông chủ chi nhánh siêu thị của chúng ta ở thành phố thạch phong buôn bán vẫn không nóng không lạnh lợi nhuận không lớn a à. hoàng thiên đã tính trước tự nhiên sẽ không lo lắng tình huống làm ăn của cửa hàng này ngữ khí kiên định nói minh hạo anh yên tâm việc làm ăn của cửa hàng này lập tức sẽ tốt lên thấy hoàng thiên có lòng tin như vậy sở minh hạo cũng dần dần yên tâm tiếp theo hoàng thiên lại dặn dò sở minh hạo mấy công việc quan trọng minh hạo công ty chúng ta phát triển tốc độ rất nhanh chúng ta trước mắt cần bộ phận truyền thông và quản lý tài chính một chút anh ở thành phố phù dung tìm một địa điểm chúng ta kiến thiết một tòa văn phòng cao ốc chuyện tài chính anh không cần lo lắng hoàng thiên lại trầm ngâm một chút nói tiếp minh hạo chúng ta siêu thị tốc độ phát triển sẽ càng ngày càng nhanh anh muốn trọng điểm thành lập chúng ta hệ thống máy tính mặt khác muốn tốn đại khí lực thành lập trung tâm hậu cần của chúng ta ông chủ ngài yên tâm tôi đã bắt đầu suy nghĩ và bắt tay vào làm việc này rồi sở minh hạo hồi đáp trình độ nghiệp vụ của sở minh hạo không tệ đương nhiên biết hệ thống máy tính tiên tiến đối với một tập đoàn siêu thị cỡ lớn quan trọng cũng biết hệ thống hậu cần tiên tiến đối với một tập đoàn siêu thị cỡ lớn hết sức quan trọng cho nên Sở Minh Hạo đã suy nghĩ những chuyện này. Thậm chí, Sở Minh Hạo còn đưa ra phương án trích phần trăm ưu hóa nhân viên chung, cao tầng trở lên, Hoàng Thiên cũng phê chuẩn, trao quyền cho Sở Minh Hạo toàn quyền phụ trách chuyện này. Hai người ở trong phòng làm việc trao đổi một ít đề tài, cuối cùng, Hoàng Thiên tài rời khỏi công ty. Trên đường đi, Hoàng Thiên lại nhận được điện thoại của Lê Hữu Tài. Đoạn thời gian gần đây, trong lòng Lê Hữu Tài tràn đầy dày vò, toàn bộ Tết âm lịch đều lo lắng đề phòng lo lắng mình sẽ chết. Nhưng mà, biết rõ Hoàng Thiên lợi hại, Lê Hữu Tài lại không dám chủ động tìm Hoàng Thiên. Lần này, Lê Hữu Tài xem như lấy hết can đảm, bất quá, điện thoại vừa thông, trong lòng Lê Hữu Tài chính là nhẹ nhàng. Trong điện thoại Hoàng Thiên ngữ khí phi thường bình thản, không có chút dấu hiệu tức giận hoặc mất hứng nào. Lê Hữu Tài trong lòng run sợ, hoàn toàn không tương xứng với thân phận lão đại, Hoàng Tiên Sinh, không biết ngài có dành hay không, tôi muốn mời ngài ăn một bữa cơm. Vừa nghe, hoàng thiên tự nhiên biết lê hữu tài ý tứ trong lòng cười sảng khoái đáp ứng trong khoảng thời gian này lê hữu tài biểu hiện coi như có thể mặt khác hoàng thiên cũng tạm thời không muốn mạng nhỏ của lê hữu tài nếu như lê hữu tài chết khẳng định có người thay thế vị trí của lê hữu tài nắm giữ lê hữu tài trên cơ bản là nắm trong tay toàn bộ thành phố phù dung dù sao lê hữu tài ở thành phố phù dung rất có uy vọng tại khách sạn thiên hoa năm sao hai người gặp mặt trong phòng tổng thống chỉ có hoàng thiên và lê hữu tài hoàng thiên ân uy cùng thi triển một cái cốc inox bị hoàng thiên dễ dàng nặn thành một đoàn lê hữu tài nhìn thấy mà kinh hồn bạt vía tiếp theo hoàng thiên đem lê hữu tài trên người cấm chế sửa đổi một chút ít nhất về sau một hai năm không có việc gì đương nhiên nếu như hoàng thiên muốn lê hữu tài mạng nhỏ đó là chuyện dễ dàng lê hữu tài đối với việc này tin tưởng không nghi ngờ biểu hiện phục tùng thiếp mời thái độ cung kính kính sau đó Lê Hữu Tài tự mình dâng lên một tấm chi phiếu đã sớm chuẩn bị tốt. Hoàng Thiên vừa nhìn số lượng, một tỷ. Hoàng Thiên nhếch miệng cười, nhẹ nhàng vỗ vai Lê Hữu Tài, ánh mắt Hoàng Thiên phảng phất như đang nói. Không sai, biết làm việc, ta thích. Hoàng Thiên lái chiếc Mercedes Benz 550 chạy vào tiểu khu Vịnh Tương Thủy, đi về phía biệt thự của mình. Hoàng Thiên không phát hiện, ở cửa chính tiểu khu Vịnh Tương Thủy, một vị trí bí mật tương đối xa, hai người mặc âu phục. Để dâu ria, đang cầm kính viễn vọng nhìn xe Mercedes của Hoàng Thiên chạy vào cửa chính tiểu khu Vịnh Tương Thủy. Hai người này buông kính viễn vọng xuống, nước nhau, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng, sau đó lấy điện thoại ra lại nói vài câu. Từ những lời này có thể thấy được, hai người này nói tất cả đều là tiếng Nhật, hai người này khẳng định là người Nhật, không nghĩ tới, có người Nhật cư nhiên theo dõi Hoàng Thiên, không biết chuẩn bị làm gì. Hai ngày nay, chị Nhược Đồng đều ở lại công ty của mình, cả tòa biệt thự liền một mình. Ở trong biệt thự của mình, Hoàng Thiên lần nữa kiểm tra trận kỳ mình luyện chế một phen, sau đó lại đem trường đao lần trước mình chém giết hát dao luyện chế một phen, khiến cho phẩm chất trường đao tiến thêm một bước, càng thêm sắc bén, quả thực chính là gọt sắt như bùn. Kiểm tra một phen về sau, Hoàng Thiên đem những thứ này toàn bộ bỏ vào túi càn khôn, sau đó, bắt đầu hôm nay tu luyện. Bây giờ mới buổi chiều, Hoàng Thiên liền bắt đầu nhập định, bắt đầu tu luyện, tu luyện mấy ngày sau, Hoàng Thiên kết thúc công việc, lại có vài ngày, Hoàng Thiên có lòng tin tiến vào luyện khí tầng 6 hậu kỳ. Trước mắt, Hoàng Thiên Tu Vi là luyện khí tầng 6 trung kỳ đỉnh phong, chỉ kém một chút là có thể tiến vào luyện khí tầng 6 hậu kỳ. Nếu có thời gian, tiến hành một lần hai, ba ngày bế quan, cũng có thể thuận lợi đạt tới luyện khí tầng 6 hậu kỳ. Hoàng Thiên ngoại trừ tu luyện công pháp cửu dương cửu diễm ra, Hoàng Thiên còn tu luyện công pháp thần niệm cửu chuyển, tiến hành tu luyện thần thức. Hiện tại, Hoàng Thiên tuy rằng vẫn là sinh thần giai đoạn đệ nhất tầng, thế nhưng, thần thức đã tăng cường không ít. Có thể phóng ra ngoài đạt tới ước chừng 8 trượng khoảng cách, cũng chính là 26, 17 mét khoảng cách. Lấy Hoàng Thiên làm trung tâm, một khu vực hình tròn bán kính 26, 7 mét, tất cả đều là phạm vi thần thức của Hoàng Thiên. Trong phạm vi này, cho dù là hai con mỗi đang đánh nhau, Hoàng Thiên cũng có thể biết rõ ràng. Tu luyện mấy ngày, cảm thấy chân khí của mình cường đại lên một tia, cả người cũng thần thanh khí sảng, trạng thái tinh thần và thân thể đạt tới trạng thái tốt nhất. Nhìn sắc trời bên ngoài, đã một mảnh tối đen, hiển nhiên, đã là buổi tối. Hoàng Thiên cũng không có bật đèn, đứng dậy uống mấy ngụm nước, sau đó tiếp tục tu luyện thần niệm cửu chuyển công pháp, tiến thêm một bước cường đại thần thức của mình. Ước chừng đến sau nửa đêm, Hoàng Thiên cảm thấy liên tục mấy giờ tu luyện, thần thức của mình tự hồ lớn mạnh một chút, phạm vi thần thức cũng mở rộng một chút, Hoàng Thiên đem thần thức của mình phóng ra ngoài, tình huống cả tòa biệt thự cùng với một ít tình huống chung quanh biệt thự. Đều ở dưới sự bao phủ của Hoàng Thiên thần thức, Hoàng Thiên hài lòng thu hồi thần thức của mình. Nhìn điện thoại di động của mình, đã là 2 giờ sáng. Chính mình tùy tiện làm một chút bữa khuya về sau, Hoàng Thiên rửa mặt một phen chuẩn bị ngủ một giấc. Ngay tại Hoàng Thiên chuẩn bị đi phòng ngủ của mình thời điểm, Hoàng Thiên trong lòng khẽ động ngừng lại. Đồng thời, hoàng thiên thần thức cũng phóng ra ngoài nhất thời hoàng thiên khóe miệng liền hiện ra một tia cười lạnh không nghĩ tới lại có người sờ đến phụ cận biệt thự của mình ba gã toàn thân hắc y ngay cả đầu đều bịt kín chỉ lộ ra một đôi mắt trên lưng đều là một thanh thật dài đông dương đao hiển nhiên đây là ba gã người nhật chung quanh biệt thự của hoàng thiên tự nhiên có trận pháp cùng cấm chế này ba tên ngoại quốc xông vào hoàng thiên tự nhiên lập tức sẽ biết ba gã ngoại quốc này một chút cũng không biết Tự nhận là mình đã cẩn thận từng ly từng tí, và lại ba gã ngoại quốc này thân thủ đều không tầm thường, tương đương với trình độ Cổ Vũ Huyền cấp hậu kỳ. Thân thủ như vậy, hoàn toàn là cao thủ. Ở ngoài phạm vi thần thức của Hoàng Thiên, một chỗ hắc ám, còn có hai gã ngoại quốc, một người trong đó tuổi tác nhìn qua ước chừng năm 60 tuổi, từ khí thế phát ra, thân thủ của người này càng thêm lợi hại so với ba gã ngoại quốc kia lợi hại không ít. Người này bên cạnh, còn có một gã ước chừng ba 40 tuổi ngoại quốc, cũng là một thân hắc y, trên lưng đeo đông dương đao thật dài. Gia chủ, lần này có ba người I amoto cùng hành động, khẳng định vạn vô nhất thất. Tên ngoại quốc ước chừng 3 40 tuổi này tin tưởng 10 phần nói. Trúc Hạ Thái Lan là một trong những thượng nhẫn của nước Nhật, thượng nhẫn của Nhật quốc tương đương với cao thủ cổ võ địa cấp. Toàn bộ thượng nhẫn của Nhật quốc không vượt qua 5 người, không nghĩ tới. chúc Hạ Thái Lan tự mình tới thành phố Phù Dung, Trúc Hạ Thái Lang chẳng những là thượng nhẫn của Nhật Quốc, hơn nữa cũng là gia chủ của gia tộc Trúc Hạ Nhật Quốc. Mấy tháng trước, ba gã Ninda Nhật Quốc chết ở trên núi Phượng Hoàng thành phố Phù Dung, một người trong đó là trực hệ của gia tộc Trúc Hạ. Lúc trước, Trúc Hạ Thái Lang liền tức giận. Cuối năm ngoái, đã có Ninda của gia tộc Trúc Hạ lèn vào thành phố Phù Dung, trải qua điều tra, những người này chú ý đến Hoàng Thiên. Cảm thấy Hoàng Thiên có thể thực lực không tầm thường, những người ngoại quốc này không có động thủ, mà là báo cáo cho gia chủ mình, vì thế, chúc hạ thái lang tự mình tới. Bọn họ có thù tất báo, chịu không được một chút thiệt thòi, chính mình đã chết một gã trực hệ, cứ nhiên làm ra trận thế lớn như vậy, ngay cả gia chủ chúc hạ thái lang này cũng tới. Trong biệt thự, Hoàng Thiên nhìn thấy ba gã ngoại quốc đang từng bước tiếp cận, cẩn thận từng ly từng tí mò đến bên ngoài biệt thự của mình, Hoàng Thiên trong lòng suy đoán. Cái này khả năng có quan hệ cùng lần trước mình ở Phượng Hoàng Sơn giết chết ba gã ngoại quốc kia những người ngoại quốc này hiển nhiên là tới vì báo thù. Chỉ là, Hoàng Thiên Thần thức phạm vi chỉ có ước chừng hơn 8 trượng, xa một chút địa phương liền dò xét không tới, không biết xa xa còn có hay không ẩn núp người khác. Bất quá, Hoàng Thiên chuẩn bị đà thảo kinh xà, dẫn ra tất cả bọn họ. Ba tên ninja, động tác lặng yên không tiếng động, nếu như là người bình thường, chỉ sợ sẽ bị ba tên ngoại quốc này gọn gàng giết chết ở trong mộng. Hiện tại nhưng là sau nửa đêm, chính là người nhất mệt mỏi, ngủ ngon nhất thời điểm. Hiển nhiên, bước đầu tiên kế hoạch của những người ngoại quốc này chính là muốn lặng lẽ giết Hoàng Thiên, như vậy tốt nhất. Nơi này không phải là Nhật quốc, vạn nhất làm ra động tĩnh gì, những người ngoại quốc này cũng khó có thể kết thúc. Hoàng Thiên giấu ở trong góc, ba gã ngoại quốc lặng lẽ vào biệt thự, sau đó cẩn thận từng ly từng tí hướng phòng ngủ lầu 2 của biệt thự đột nhập vào. Hoàng Thiên không có sử dụng vũ khí nơi này, đây biệt thự của mình Hoàng Thiên không muốn máu tươi những người ngoại quốc này làm bẩn. Dưới thần thức của Hoàng Thiên, Hoàng Thiên thấy rõ thực lực của ba người ngoại quốc này, nếu là trước kia, nếu Hoàng Thiên chỉ có thực lực luyện khí tầng 5, đối mặt với ba người ngoại quốc tương đương huyền cấp hậu kỳ, Hoàng Thiên chưa chắc đã nắm chắc tất thắng. Hiện tại, Hoàng Thiên tu vi là luyện khí tầng 6 trung kỳ đỉnh phong, cho dù là đối mặt địa cấp võ giả cũng có thể đánh một trận. Hoàng Thiên không biết, ở xa xa thật sự có một gã thượng nhẫn giả tương đương với địa cấp, mặt khác Bên cạnh tên thượng nhẫn giả này còn một người khác thực lực cũng là huyền cấp đỉnh phong. Thấy ba gã ngoại quốc lên lầu 2, Hoàng Thiên chân khí vận chuyển, nắm đấm giết thật chặt, chuẩn bị dùng nắm đấm giết ba gã ngoại quốc này. Ba tên ngoại quốc này thực lực không tầm thường, tương đương với cổ vũ huyền cấp hậu kỳ, thị lực, tính lực, cùng với trình độ nhạy cảm so với người bình thường cường hãn hơn nhiều. Trong biệt thự không có ánh đèn, chỉ có ánh sáng yếu ớt bên ngoài đi vào, nhưng ba người này vẫn có thể mông lung nhìn rõ tình huống trong biệt thự cơ bản không ảnh hưởng đến hành động. Mặt khác, tính lực càng là xuất sắc, có thể nghe rõ ràng cho dù là một tia thanh âm. Ba người sau khi tiến vào biệt thự, nhất là sau khi đột nhập lên lầu 2, ba người liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt đều tương đối ngưng trọng. Bởi vì ba người đều phát hiện trong biệt thự tình huống có chút cổ quái, ba người cư nhiên không có nghe được một chút thanh âm, cho dù là tiếng hô hấp. Ba người động tác càng thêm cẩn thận, cũng không dám tách ra, lẫn nhau khoảng cách cũng liền 2, 3 mét, có thể lẫn nhau chiếu ứng, bất quá, đối thủ của bọn họ là Hoàng Thiên. Thấy ba gã ngoại quốc sở tới, Hoàng Thiên lập tức liền bắt đầu chủ động xuất kích, tiên phát chế nhân, đối với một gã ngoại quốc cách mình vẹn vẹn không đến 2 mét chính là một kích. Đây là một cú đấm mạnh, hơn nữa tốc độ rất nhanh. Bởi vì tốc độ nhanh, rõ ràng đánh ra âm bạo hiện tượng, khí thế kinh người và lại trực tiếp hướng đầu tiên ngoại quốc này mà công kích, tốc độ đại diện cho sức mạnh. Đây là Hoàng Thiên đánh lén, Thực lực Hoàng Thiên mạnh hơn bất cứ người nào trong ba người ngoại quốc này không ít. Nếu đánh lén vẫn không thể đắc thủ, Hoàng Thiên sẽ tìm một miếng đậu hủ trực tiếp đụng vào. Thình thịch, quyền ảnh chuẩn xác va chạm vào người đối thủ cùng một chỗ. Hoàng Thiên một quyền này, cho dù là đá hoa cương cứng rắn cũng sẽ đánh cho nát bấy, huống chi là đầu người. Nhất thời, tên ngoại quốc này liền cảm thấy mình phảng phất bị một đoàn tàu chạy với tốc độ cao hung hăng đụng vào, một cỗ lực lượng cực lớn truyền đến. Đây là một cỗ lực lượng không thể kháng cự. Giang giắc đây là thanh âm bị đánh nát tên ngoại quốc này bị hạ một quyền đánh ra nắm đấm hoàng thiên nắm chặt biến thành một chảo bắt lấy tên ngoại quốc này trực tiếp từ cửa sổ ném ra khỏi biệt thự hoàng thiên động tác rất nhanh quả thực chính là điện quang hòa thạch từ một quyền đánh ra đến nắm lên thi thể ném ra ngoài hết thảy quá nhanh thẳng đến đến thi thể bay lên còn lại hai gã ngoại quốc mới phản ứng lại đồng thời cũng thấy rõ ràng hoàng thiên thấy hoàng thiên chính là mục tiêu của mình nhất thời hai người này oa oa kêu to bắt sát. Hai người cơ hồ tại đồng thời rút ra đông dương đao của mình, như Lâm đại địch vừa rồi Hoàng Thiên bộc phát ra thực lực, để hai người này kinh hãi, không dám chút nào sơ suất, trực tiếp liền rút đao, muốn đánh thì ra ngoài, đừng làm bẩn biệt thự của lão tử. Cũng mặc kệ hai gã ngoại quốc này nghe có hiểu không, Hoàng Thiên từ cửa sổ phi thân xuống, lập tức liền đến bên ngoài biệt thự, này hai gã ngoại quốc tự nhiên theo kịp. Trong biệt thự xảy ra biến cố lớn như vậy, chúc hạ thái lang giấu ở xa xa chúc hạ tuấn nhất đều hoa tốc tới tổng cộng bốn người xa xa đem hoàng thiên vây ở trung ương lẫn nhau cách nhau hơn mười thước thông qua thần thức hoàng thiên đã rõ ràng thực lực của mấy người này một gã địa cấp sơ kỳ một gã huyền cấp đỉnh phong hai gã huyền cấp hậu kỳ thực lực đều không tầm thường nhất là còn có một gã địa cấp sơ kỳ hoàng thiên chưa từng gặp qua địa cấp cao thủ hôm nay là lần đầu tiên ánh mắt hoàng thiên ngưng tụ trầm giọng nói nơi này không phải chỗ đánh nhau chúng ta lên đỉnh núi. Một trận chiến không thể tránh khỏi, Hoàng Thiên cũng mặc kệ thực lực đối phương như thế nào, dù sao cũng phải liều mạng một trận chiến, lùi bước không phải tính cách của Hoàng Thiên. Người không phạm ta ta không phạm người, nếu người ta đều tới cửa, Hoàng Thiên tự nhiên muốn hào hào chiêu đãi, vì vậy, vừa nói như vậy về sau, Hoàng Thiên thân ảnh như Linh miêu hướng Phượng Hoàng Sơn chạy tới. Đến giữa sườn núi, trên một mảnh đất trống lớn trước một đỉnh cổ, Hoàng Thiên dừng lại, diện tích đất trống vượt qua một mẫu, không tính là nhỏ bốn phía còn có vài cây đại thụ to bằng vòng ôm cánh tay người trưởng thành một cái đường nhỏ lát đá thông hướng hai ba mươi mét xa xa đỉnh cổ nơi này là một cái địa phương tốt hoàng thiên vừa dừng lại những tên ngoại quốc kia cũng tới mọi người tốc độ đều không chậm các hạ thật biết chọn địa phương nơi này không tệ vừa vặn làm nơi chôn xương của ngươi ha ha ta kezita nở nụ cười lại nói một tiếng phổ thông lưu loát Trúc Hạ Thái Lan đã nhìn ra thực lực của Hoàng Thiên, ước chừng huyền cấp đỉnh phong, ở trước mặt cao thủ tương đương với địa cấp như mình hoàn toàn không có bất kỳ phần thắng nào. Sau khi tu luyện thần niệm cửu chuyển, thực lực của Hoàng Thiên nhìn như giảm xuống, theo tu vi thần thức dần dần sâu sắc. Hoàng Thiên sẽ càng ngày càng có xu hướng bình thường, tu luyện tới đỉnh cấp đệ cửu chuyển, bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ nhìn ra thực lực của Hoàng Thiên. Khi đó Hoàng Thiên nhìn qua chỉ có thể xem như là một người bình thường, lớn nhất chỉ là nhiều một tia đặc thù khí chất mà thôi. Về khí chất mà nói, không ít người có khí chất của bản thân, một ít người đọc sách, một ít học giả văn nhân, đều có khí chất độc đáo của mình. Cổ nhân không phải đã sớm nói, phụ có thi thư khí tự hoa. Thực lực Hoàng Thiên rõ ràng đã tới luyện khí tầng 6 hậu kỳ, ước chừng tương đương với thực lực địa cấp trung kỳ, so với trúc hạ Thái Lan mạnh hơn một chút. Thế nhưng, trong mắt trúc hạ Thái Lang, thực lực của Hoàng Thiên nhìn qua tự hồ chỉ có huyền cấp đỉnh phong cùng chúc Hạ Tuấn bên cạnh mình thực lực không kém bao nhiêu. Thấy lão gia hỏa này tự tin như vậy, kiêu ngạo như vậy, Hoàng Thiên cũng ha ha cười, sau đó tranh phong tương đối nói, địa phương thật sự không tệ, ở chỗ này thu thập các ngươi là lựa chọn tốt nhất. Bát sát, Hoàng Thiên bất kính với gia chủ của mình, hai gã ngoại quốc tương đương huyền cấp hậu kỳ tức giận quát to một tiếng, nhất tề giơ đao xông về phía Hoàng Thiên. Hai đạo đao ảnh, một trái một phải thẳng đến Hoàng Thiên. Hoàng Thiên dưới sự phối hợp của thần thức, nhìn thấy rõ ràng hư thực của những bóng đao này hai tên này trái bổ phải chém chính là ngay cả góc áo của hoàng thiên cũng chém không tới ai cũng không thấy rõ ràng trong tay hoàng thiên không biết lúc nào có thêm một thanh thủy thủ hàn quang lấp lánh chính là cao thủ địa cấp trúc hạ thái lan cũng không thấy rõ ràng nhìn thấy trong tay hoàng thiên đột nhiên xuất hiện trủy thủ trúc hạ thái lan thẩm nghĩ không ổn quả nhiên sau khi tay cầm trủy thủ hoàng thiên bắt đầu chủ động tiến công nhìn như tùy ý vung lên một đạo hàn quang thẳng đến một tên ngoại quốc trong đó. Lập tức, tên này ngoại quốc luống cuống tay chân, này một đạo hàn quang rất nhanh, quả thực liền tựa như trước mắt một hoa. Một tên ngoại quốc khác thấy thế, vội vàng hướng Hoàng Thiên bổ ra một đao, hiển nhiên là muốn giúp một đám đồng bạn của mình. Hoàng Thiên bước chân quỷ dị mà linh hoạt, nhẹ nhàng tránh đi một đao này, Hoàng Thiên tựa như u linh. Áp sát tên ngoại quốc này, hàn quang trong tay hướng về tên ngoại quốc tay chân có chút hoảng loạn này mà đi tốc suy dao găm sắc bén trực tiếp đem tên ngoại quốc này hạ thủ tràng diện phi tường máu tanh một lỗ hổng thật lớn thật sâu từ ngực người ngoại quốc trực tiếp kéo đến bụng dưới người ngoại quốc này không thể tin được nhìn bụng của mình một chút sau đó nặng nề ngã xuống co rúng vài cái tức tuyệt bỏ mình hoàng thiên không có chiêu thức hữu hình ý quyền trước mắt đã vượt qua hình ý quyền chỉ mang theo một chút bóng dáng của hình ý quyền đẳng cấp của đối thủ càng ngày càng cao hình ý quyền đã có chút không đủ. Cũng may Hoàng Thiên có thể biến ảo, giữ lại một tia quyền ý của hình ý quyền mà hoàn toàn không có chiêu thức. Hết thầy tự hồ tùy tâm sở dục, nhưng lại sắc bén dị thường. Đồng bạn của mình bị hạ, một gã ngoại quốc khác sắc mặt căng thẳng, trên tay tự hồ có chút dừng lại. Tuy rằng dừng lại này có thể ngay cả vài giây thời gian cũng không tới. Thế nhưng, Hoàng Thiên vẫn bắt được cơ hội. Một đạo phong nhận, tốc độ rất nhanh, phi thường sắc bén, chợt lóe lên. Tên này ngoại quốc chỉ cảm thấy ngực của mình đau một cái, sau đó liền nhìn thấy cổ lớn máu tươi phun ra, này một đạo mấy tấc dài phong nhận trực tiếp đánh trúng trái tim tên này. Tên ngoại quốc này cũng chậm rãi ngã xuống, đạo phong nhận này tốc độ rất nhanh, thế nhưng, Trúc Hạ Thái lang tên thượng nhẫn này vẫn thấy được, thấy một màn như vậy, Trúc Hạ Thái lang sắc mặt có chút khó coi. Trúc Hạ Thái lang xa xa không có nghĩ tới, Hoàng Thiên cận chiến thực lực cường đại như vậy, hơn nữa còn là một dị năng giả, cư nhiên ở trong đánh nhau có thể phóng ra phong nhận. Trúc hạ thái lang trong lòng thầm nghĩ hoàng thiên này xem ra không chỉ đơn giản là bề ngoài phía mình trải qua thời gian điều tra dài như vậy vẫn không có tìm hiểu rõ ràng hoàng thiên giải quyết xong này hai gã ngoại quốc đến tận đây này ba gã võ sĩ thực lực tương đương huyền cấp hậu kỳ toàn bộ đã biến thành thi thể hiện tại còn lại có chúc hạ tuấn nhất là võ giả nhật quốc tương đương với huyền cấp đỉnh phong ngoài ra còn có Trúc hạ thái lang là võ giả địa cấp đối mặt địa cấp võ giả hoàng thiên không dám lơ là dù sao, đây là lần đầu tiên đối mặt địa cấp võ giả. Và lại đối phương khả năng còn là một tên ninja khủng bố, còn không biết có cái nào quỷ dị thủ đoạn. Vì thế, Hoàng Thiên tâm niệm khẽ động, chỉ thủ trong tay không thấy, thay vào đó là, trong tay xuất hiện một cây đao, Trúc Hạ Thái Lan cùng Trúc Hạ Tuấn một hai người đều xem không hiểu. Nhìn thấy chính mình đều nhìn không rõ đồ vật, Trúc Hạ Thái Lan cảm thấy không ổn, biến sắc, lập tức liền lớn tiếng kêu lên, ha chi ha. Hoàng Thiên nhàn nhạt cười nói, lão gia hỏa không nên gấp lập tức ngươi sẽ biết nói xong hoàng thiên tiện tay vung lên đồ vật trong tay liền hóa thành từng đạo lưu quang bay ra ngoài ở bốn phía cách đó không xa từng đạo lưu quang này toàn bộ ẩn vào dưới mặt đất cũng không nhìn thấy nữa nhìn thấy từng đạo lưu quang trúc hạ thái lan trúc hạ tuấn một hai người đều là như lâm đại địch toàn thần đề phòng không dám có chút buông lỏng hoàng thiên nhìn thấy hai người bộ dáng không khỏi vui vẻ cười cười tiện tay lại giải ra không ít thứ, một đạo một đạo lưu quang, ti thường xinh đẹp. Hoàng Thiên vẩy ra đồ vật, tự nhiên là từng quả nho nhỏ trận kỳ, tại dưới linh khí của Hoàng Thiên phối hợp, lại xinh đẹp như vậy, trong đêm nay thành từng đạo lưu quang. 36 tấm trận kỳ nhìn như tùy ý, kỳ thật toàn bộ tại Hoàng Thiên tinh chuẩn khống chế, một cái trận pháp cấp 1, tam tài tạo hóa trọng lực trận liền hình thành. Đây là một cái trận pháp cấp 1, Hoàng Thiên tu vi chỉ kém một bước liền đạt tới luyện khí tầng thứ bảy cũng chính là nhanh đạt tới luyện khí hậu kỳ. Lấy hiện tại Hoàng Thiên Tu Vi bố trí như vậy một cái trận pháp cấp 1, tự nhiên phi thường phiêu sái mà thoải mái. Nhìn thấy hết thảy đều là không biết, nhìn thấy Hoàng Thiên giải ra nhiều lưu quang như vậy, mà những lưu quang này ở bên cạnh mình ẩn vào mặt đất không thấy, Trúc Hạ Thái Lang có chút bất an. Là một thượng nhẫn, Trúc Hạ Thái Lang đã lâu không có cảm giác như vậy. Bát sát, người rốt cuộc đã làm gì? Hoàng Thiên vui vẻ cười ha ha, lúc này, trận pháp đã bố trí hoàn thành, chỉ cần Hoàng Thiên tâm niệm khẽ động, trận pháp này sẽ phát động. Đối mặt chính là một gã ninja phi thường lợi hại, tương đương với cổ vũ địa cấp sơ kỳ tu vi. Người như vậy, thẳng định có rất nhiều thủ đoạn quỷ dị, trong đó chạy trốn thủ đoạn càng là lợi hại. Hoàng Thiên tự nhiên sẽ không để cho người như vậy chạy trốn. Người không phạm ta ta không phạm người, nếu ngươi phạm ta, ta sẽ đuổi tận giết tuyệt. Vì thế, một trận pháp như vậy liền hình thành, Hoàng Thiên, Trúc Hạ Thái Lang, chúc hạ tuấn nhất ba người toàn bộ ở trong trận pháp. Bất quá, Hoàng Thiên là người khống chế trận pháp, mà chúc hạ hai người lại là người bị nhốt. Hết thầy vững vàng trong tay, hai người đã thành đối tượng tùy ý Hoàng Thiên sâu xé trên thớt gỗ. Hoàng Thiên rất vui vẻ, trong lòng thầm nghĩ, vẫn có trận pháp ngưu xoa. Nếu như không có trận pháp trợ giúp, đối mặt hai người như vậy, khẳng định sẽ phí một bên tay chân. Một gã địa cấp sơ kỳ, một gã huyền cấp đỉnh phong, mà còn đều là quỷ dị ninda. Nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của Hoàng Thiên, Trúc Hạ hai người liếc nhau, Trúc Hạ Tuấn một tay cầm Đông Dương đao của mình, quát to một tiếng, đầu tiên phát động công kích. Hoàng Thiên tâm niệm vừa động, trận pháp phát động. Trúc Hạ Tuấn mới có thể lao ra vài bước thiếu chút nữa ngã sấp, cũng may Trúc Hạ Tuấn thân thủ coi như không tệ, mới miễn cưỡng không ngã sấp xuống, nhưng cũng đủ chật vật. Trận pháp phát động, trọng lực gấp 10 lần, trọng lực lớn như thế Chúc Hạ Tuấn cảm thấy mình phẳng phất rơi vào trong một vũng bùn, hành động cực kỳ bất tiện, mặt khác, một loại cảm giác vô cùng nặng nề làm cho Chúc Hạ Tuấn hoàn toàn không thể thích ứng. Gấp 10 lần trọng lực, ngay cả Chúc Hạ Thái Lang cũng cảm thấy rõ ràng khó chịu, mà hoàn toàn không biết tại sao lại xuất hiện tình huống như vậy. Đối mặt với điều chưa biết, trong lòng Chúc Hạ Thái Lang thầm nghĩ, lần này có thể nguy hiểm. Hoàng Thiên vẻ mặt thoải mái cảm giác hết thảy bình thường bởi vì Hoàng Thiên là người khống chế trận pháp này. Thấy Hoàng Thiên tự hồ không bị một chút ảnh hưởng, chúc hạ Thái Lang biết, lần này chỉ có thể rút lui, chỉ có thể nhanh chóng chạy trốn. Nói giỡn, trọng lực lớn như vậy, thực lực hoàn toàn không thể phát huy ra, còn đánh như thế nào, chúc hạ Thái Lang biết, tình huống như vậy cùng Hoàng Thiên đánh, hoàn toàn là muốn chết. Cho dù Hoàng Thiên thoạt nhìn chỉ có tu vi huyền cấp, chúc hạ Thái Lang không dám cùng một trận chiến, vì thế, chúc hạ Thái Lang cho chúc hạ tuấn một cái ám chỉ, hai người chuẩn bị chạy trốn. Làm ninja chạy trốn kỹ năng là nhất lưu, chúc hạ Thái Lang hai người không chút lo lắng chính mình chạy không thoát. Hoàng Thiên tự nhiên thấy được biểu tình giữa hai người, trong lòng thầm nghĩ, muốn chạy sao? Muốn chạy thì chạy đi, ta vừa vặn có thể chơi đùa với các ngươi một chút. Hoàng Thiên vẻ mặt chiêu tức, chỉ là lặng lặng nhìn hai người, không có một chút ý tứ động thủ. Hiện tại không chạy, còn chờ khi nào? Vì thế, chúc hạ hai người thân thể biến mất, cứ nhiên tại Hoàng Thiên trước mặt biến mất, Thấy một màn như vậy, Hoàng Thiên tràn đầy tò mò, còn có thể từ chính mình trước mắt biến mất không thấy. Bất quá, có thể tránh được ánh mắt của Hoàng Thiên, nhưng tuyệt đối không thể tránh được thần thức của Hoàng Thiên, dưới thần thức của Hoàng Thiên, không thể che giấu chút nào. Thông qua thần thức, Hoàng Thiên rõ ràng nhìn thấy hai người trúc hạ, hai người đang chậm rãi di động, tốc độ rất chậm, không biết là bởi vì trọng lực nguyên nhân hay là vốn là như thế. Hoàng Thiên đột nhiên đùa bỡn hai người tâm tình tăng vọt, Hoàng Thiên chỉ trúc hạ Thái Lang nói, Lão gia hỏa, dưới chân ngươi trên mặt đất có tảng đá, chú ý đừng ngã sấp xuống." Thấy Hoàng Thiên chỉ vào mình, Trúc Hạ Thái Lang sợ tới mức không nhẹ, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn có thể cảm thấy được ta, điều này không có khả năng a. À? Là một thượng nhẫn, Trúc Hạ Thái Lang tự hỏi công phu ẩn nấp của mình nhất lưu, đối phương trăm triệu lần không có khả năng phát hiện ta, đối phương nhất định là lừa gạt ta, ngàn vạn lần không thể tin hắn. Nhìn thấy biểu tình của Trúc Hạ Thái Lang, Hoàng Thiên cười ha ha, tâm tình sảng khoái quả thực chính là tới cực điểm. tiếp theo, hoàng thiên lại chỉ vào trúc hạ tuấn nói, vị đại ca này, người tốc độ thật chậm, không thể nhanh một chút sao? thấy hoàng thiên lại chỉ vào mình, trúc hạ tuấn nhất cả kinh không nhẹ, sắc mặt đều thay đổi. trúc hạ tuấn thực sự tăng tốc độ, chạy trốn ra xa. phanh. trúc hạ tuấn va chạm không nhẹ, quả thực chính là đầu óc choáng váng. trước mắt rõ ràng trống rỗng, cái gì cũng không có, làm sao có thể có cảm giác đụng vào tường? thần thức của Hoàng Thiên rõ ràng đã phát hiện bên cạnh trận pháp của mình có một tầng hào quang, giống như là một cái lồng bảo vệ. Con mắt của vật này hoàn toàn không nhìn thấy, nhưng thần thức có thể nhìn thấy. Vừa va chạm, thân hình Trúc Hạ Tuấn Nhất cũng lộ ra. Lúc này, Trúc Hạ hai người đều biết mình không có khả năng chạy thoát. Hai người lúc này mới hiểu được, khó trách Hoàng Thiên vẻ mặt chưa tức nhìn mình, khó trách Hoàng Thiên phong kinh vân đạm, khó trách Hoàng Thiên buông tay để cho mình chạy trốn mà động cũng không có động một chút. Thì ra, người ta coi mình là thằng hề mà đùa giỡn. Bắt giác, chết rồi chết rồi. Trúc Hạ Tuấn não tàn hô to một tiếng, hai tay cầm đao liền chuẩn bị tiến lên tìm Hoàng Thiên liều mạng. Bất quá, Hoàng Thiên chỉ là tiện tay dương lên, cũng không biết trong tay Hoàng Thiên làm sao có thể có một viên đá nhỏ. Viên đá nhỏ này chuẩn xác đánh trúng đầu gối hắn, hành động vốn là tương đối vất vả của Trúc Hạ Tuấn nhất. Phù phù, Trúc Hạ Tuấn nhất ngã sấp xuống. Trúc Hạ Thái Lang biết mình đã không thể chạy trốn nơi này tràn ngập quỷ dị chúc hạ thái lang chưa từng nghĩ tới căn bản cũng không có nghe nói qua đột nhiên như thế nào liền hết thảy trở nên như vậy dị thường nặng nề mặt khác bốn phía tự hồ có đồ vật vô hình đem chính mình hoàn toàn bao phủ tại phương viên vẹn vẹn ước chừng 20 mươi mét này chúc hạ thái lang cắn răng một cái hạ quyết tâm trong lòng thầm nghĩ chỉ có thể liều mạng rốt cuộc là tu vi địa cấp liều mạng đứng lên so với huyền cấp đỉnh cao chúc hạ tuấn mạnh hơn không ít so với người bình thường tốc độ nhanh hơn nhiều thoáng cái liền vọt tới trước mặt Hoàng Thiên, sau đó tiện tay một đao, một cái mạnh mẽ bổ chém liền hướng Hoàng Thiên bổ tới. Vô cùng quỷ dị, trong tay Hoàng Thiên đột nhiên cũng nhiều hơn một thanh trường đao, Hoàng Thiên lấy cứng trọi cứng, cũng một đao vung ra, hai thanh đao nặng nề va chạm cùng một chỗ, kim thiết giao minh, đang Một tiếng vang thật lớn, tia lửa bốc lên, Hoàng Thiên lùi một bước, Trúc Hạ Thái lang lui ba bước dài, có thể thấy được, vừa rồi Trúc Hạ Thái lang liều mạng toàn lực, vừa rồi là một kích toàn lực. Sau ba bước dài, Trúc Hạ Thái Lang hét lớn, sao có thể, trường đao của ngươi từ đâu tới? Vừa rồi, Trúc Hạ Thái Lang rõ ràng nhìn thấy Hoàng Thiên Tây không tất sát, thấy Hoàng Thiên không có vũ khí, Trúc Hạ Thái Lang mới như thế dùng hết toàn lực bổ ra một đao. Nhìn thấy biểu tình đặc sắc của Trúc Hạ Thái Lang, Hoàng Thiên giảng khoái vung trường đao trong tay mình lên, đột nhiên, trường đao trong tay Hoàng Thiên lại không thấy. Tiếp theo trường đao trong tay Hoàng Thiên lại xuất hiện, đột nhiên không thấy, đột nhiên lại xuất hiện, phảng phất như ảo thuật. Y theo tu vi của Trúc Hạ Thái Lang, tuyệt đối không cho rằng đây là ảo thuật, mà là một loại đồ vật không biết. Trúc Hạ Thái Lang cảm thấy không hiểu run lên. Hoàng Thiên lập đi lặp lại thay đổi vài lần, trường đao trong tay thoáng cái bỏ vào túi càn khôn của mình. Thoáng cái lại xuất hiện ở trong tay của mình, có thần thức chính là giống nhau, hết thảy làm được thuận buồm xuôi gió, tùy tâm sở dục. Lúc này, Trúc Hạ Tuấn nhất ngã trên mặt đất rốt cục đứng lên, nắm đông dương đao trong tay mình, cùng Trúc Hạ Thái Lang liếc nhau, trong mắt hai người tất cả đều là kiên quyết. Hai người đồng thời giống to một tiếng, đồng thời giơ đao xông về phía Hoàng Thiên. Hai người một trái một phải hiển nhiên phối hợp không tệ, hai người tốc độ tại người bình thường xem ra rất nhanh, nhưng tại Hoàng Thiên xem ra tốc độ như vậy thật sự là quá chậm. Thật sự là quá chậm, tại dưới 10 lần trọng lực, nếu như tốc độ còn có thể nhanh lên, vậy thì gặp quỷ, lúc này, tốc độ của hai người tuyệt đối không đến một nửa bình thường tốc độ. Tu vi của Hoàng Thiên luyện khí tầng 6 hậu kỳ chỉ kém một bước là có thể đạt tới luyện khí hậu kỳ. Thực lực của Hoàng Thiên vốn mạnh hơn địa cấp sơ kỳ một phần. Lúc này, đối mặt với Trúc Hạ Thái Lan dưới trọng lực gấp 10 lần, cho dù bên cạnh còn có một Trúc Hạ Tuấn nhất, Hoàng Thiên cảm thấy mình không hề áp lực. Bởi vì có tam tài tạo hóa trọng lực trận, Hoàng Thiên vẻ mặt thoải mái. Chỉ thấy trước mắt nở hoa, Hoàng Thiên bắt đầu động, trường đao hàn quang lấp lánh trong tay, hóa thành từng đạo đao mang, đầu tiên nhằm phía Trúc Hạ Thái Lan. Nhìn thấy đao thế sắc bén ở đây, chúc hạ thái lang hai mắt ngưng tụ, chúc hạ thái lang cơ bản thấy rõ đau thế của hoàng thiên. thế nhưng thấy rõ ràng là một chuyện, có thể tiếp nhận tiến công của hoàng thiên hay không là một chuyện khác. chúc hạ thái lang cảm thấy hành động của mình vô cùng nặng nề, bình thường có thể dễ dàng hoàn thành động tác, lúc này lại cực kỳ bất tiện. chúc hạ thái lang trơ mắt nhìn hoàng thiên một đao hướng mình nghiêng diện bổ xuống, rầm rầm, chúc hạ thái lang trực tiếp bị hoàng thiên nhất đao chém thành hai nửa thân thể trúc hạ thái lang như lưỡi dao sắc bén cắt thành hai nửa từ giữa sau đó hai nửa thi thể ngã xuống đất thi thể vô cùng thê thảm trúc hạ tuấn bên cạnh gan gan đều nứt bi vẫn nhìn một màn này oa oa quát to một tiếng không muốn sống hướng hoàng thiên ra tốc vọt tới khóe miệng hoàng thiên cười lạnh tiện tay vung lên mấy đao sắc bén tốc độ cực nhanh trực tiếp chém xuống trúc hạ tuấn nếu như là bình thường trúc hạ tuấn nắm chắc có thể né tránh mấy đạo phong nhận này nhưng dưới trọng lực gấp 10 lần chúc hạ tuấn một vạn vạn là trốn không thoát tốc độ của phong nhận so với tốc độ của tiểu hỏa cầu còn nhanh hơn không ít bốc suy cơ hồ cùng lúc vài tiếng như vậy thanh âm liền vang lên hoàn toàn giống như là lưỡi dao sắc bén vào thịt thanh âm chỗ bị lưỡi dao đánh trúng hoàn toàn giống lưỡi dao sắc bén xẹt qua hai chân chúc hạ tuấn nhất bị cắt đứt ngược một cái lỗ lớn chúc hạ tuấn nhất không cam lòng nhìn thảm trạng của mình một chút sau đó tức tuyệt bỏ mình hạ hai người chúc hạ hoàng thiên khóe miệng một trận cười lạnh bọn này không biết trời cao đất rộng lại dám đánh chủ ý của mình hoàng thiên trong lòng thầm nghĩ về sau nếu như có cơ hội nhất định phải đi gia tộc của bọn họ nhìn một cái giáo huấn một chút những tên võ giả chết tiệt này thu hồi trận kỳ của mình hoàng thiên lấy điện thoại di động ra bấm số điện thoại phân cục trị an tỉnh tương nam chuyện như vậy do cục quốc an ra mặt xử lý tốt nhất cục quốc an hiệu suất rất cao chẳng những đem sự tình xử lý sạch sẽ hơn nữa động cơ đám người ngoại quốc này tìm Hoàng Thiên viền toái đều tra rõ ràng. Cùng Hoàng Thiên dự liệu kém không nhiều lắm, những người ngoại quốc này quả nhiên là tới tìm mình trả thù. Hai ngày sau, nhận được điện thoại trả lời của phân cục tỉnh Tương Nam, Hoàng Thiên đang ở trên xe mây bách của mình, đang đi tới thành phố Thạch Phong. Chi nhánh Thạch Phong mới mở này, mùng 8 tháng riêng năm nay mở cửa kinh doanh. Cho tới bây giờ, siêu thị này buôn bán vẫn bình thường, bất quá, từ khi Hoàng Thiên đi một chuyến thành phố Thạch Phong tự mình đi siêu thị này xem xét một phen về sau. Sở Minh Hạo kinh hỉ phát hiện, siêu thị này buôn bán dần dần tốt lên. Chẳng những dần dần tốt lên, hơn nữa sinh ý cả ngày càng nóng này, gần 2 vạn mét vuông siêu thị, mỗi ngày doanh thu từ trước kia hai 300 vạn tả hữu, một đường hướng lên trên, trước mắt, doanh thu cơ bản ổn định tại 10 triệu tả hữu. Sở Minh Hạo cảm khái, ông chủ thật sự là một người đại phúc, cùng làm với ông chủ, tiền đồ một mảnh quang minh A. Tu luyện xong vừa xong, Hoàng Thiên đang thu công, đột nhiên hắt xì một cái, trong lòng thầm nghĩ, ai đang lải nhải ta đây? Hiện tại đã là một tuần sau khi từ thành phố Thạch Phong trở về, Hoàng Thiên tu luyện thần niệm cửu truyền đã đột phá sinh thần tầng thứ nhất. Tiến vào tầng thứ hai, phạm vi thần thức đã đạt tới phạm vi 12 trượng, cũng chính là phạm vi có thể bao trùm phạm vi gần 40 mét. Chị Nhược Đồng không ở nhà, Hoàng Thiên rửa mặt một phen, lái xe chuẩn bị đi tới trường học cũ của mình. Trường đại học cũ của Hoàng Thiên là một trường đại học trọng điểm toàn quốc, đợt đầu xây dựng trường đại học trọng điểm 211 quốc gia. Hôm nay, Hoàng Thiên lái xe đến Đại học Trung Quốc, chủ yếu là ba ngày sau có một hội nghị tuyển dụng mùa xuân. Ba ngày sau hội tuyển dụng mùa xuân của Đại học Trung Quốc được cử hành tại sân vận động Đại học Trung Quốc, quy mô tương đối lớn. Lần này, sinh viên tốt nghiệp Đại học Trung Quốc vượt qua một vạn năm ngàn người, chuỗi siêu thị Phú Giai cũng muốn tham gia hội tuyển dụng lần này, tuyển một nhóm sinh viên tốt nghiệp Đại học ưu tú theo siêu thị càng làm càng lớn, nhân tài có vẻ phi thường trọng yếu. Trước mắt, không ít nhân tài đều là thông qua công ty săn đầu người tìm tới. Vì lâu dài, tập đoàn công ty chuỗi siêu thị Phú Giai cũng muốn bồi dưỡng nhân tài. Lúc này, Hoàng Thiên quyết định từ các trường đại học tuyển nhận mấy trăm bạn sinh viên, trong đó dự định từ trung đại tuyển nhận chừng 200 người. Hoàng Thiên tốt nghiệp đại học, công việc tuyển dụng giai đoạn đầu tự nhiên bị Hoàng Thiên ôm đồm, cho nên công tác tiếp xúc với nhà trường tự nhiên do Hoàng Thiên ra mặt. Trung đại ở Hà Tây, dựa lưng vào núi Phượng Hoàng Phong cảnh tú lệ, đối mặt với sông Tương Giang, vị trí địa lý phi thường xuất sắc, trong sân trường chim hót hoa thơm, phong cảnh không tệ. Hoàng Thiên một bên lái xe đi tới trung đại, một bên lấy điện thoại của mình ra bấm số điện thoại của bí thư thành ủy Trương Văn Kiệt. "Trương ca, đang bận sao?" "Hoàng Thiên huynh đệ, khó được gọi điện thoại cho ta, chuyện gì cứ nói đi, ta hiện tại vừa lúc rảnh rỗi, vẫn là Trương ca hiểu rõ ta." Hoàng Thiên đầu tiên là vỗ mông ngựa một cái, sau đó sang sảng nói, Trương ca, thật đúng là có việc tìm anh, anh ở trong đó rất có quan hệ sao? Trương Văn Kiệt nói, Hoàng Thiên huynh đệ, cậu tìm nhà trường ở Trung Đại có việc sao? Trương ca, chuỗi siêu thị phú giai của em muốn tham gia hội tuyển dụng, từ đó tuyển 200 bạn sinh viên, anh giúp em liên lạc một chút. Việc nhỏ mà thôi, tôi liền gọi điện thoại cho hiệu trưởng Vương. Hoàng Thiên biết, hiệu trưởng Vương của trường Trung học Phổ thông là người đứng đầu, lúc trước khi mình học đại học, hiệu trưởng chính là hiệu trưởng vương hoàng thiên cao hứng nói trương ca vẫn là anh châu bò trực tiếp cùng vương hiệu trưởng trò chuyện so với những người làm ăn nhỏ như chúng ta mạnh hơn nhiều trương văn kiệt cười mắng nói cái kia giá trị con người mấy tỷ vẫn là người làm ăn nhỏ nhớ kỹ lần sau mời khách ta muốn hảo hảo làm thịt cộng một bữa trương ca hoan nghênh tới đây làm thịt ta hai anh em chúng ta cũng đã lâu không gặp đến lúc đó hào hào tụ tập một chút hai người lại hàn huyên vài câu sau đó mới cút điện thoại. Trương Văn Kiệt lập tức liền gọi điện thoại cho Vương Hiệu trưởng, Chuyện như vậy đối với Trương Văn Kiệt mà nói, tiện tay mà thôi. Tập đoàn chuỗi siêu thị Phú Giai nổi tiếng ở thành phố Phù Dung, đãi ngộ tốt, triển vọng phát triển không tệ, đến trung đại tuyển dụng, Hiệu Trưởng Vương đương nhiên hoan nghênh. Cổng trường làm đăng ký, Hoàng Thiên lái chiếc Mercedes G550 của mình chậm rãi chạy trong sân trường, tốc độ rất chậm. Sân trường trung đại rất lớn, thầy trò cũng rất nhiều, trên con đường chính của sân trường không ít sinh viên cảm nhận được khí tức nhân văn đồng đậm trong sân trường hoàng thiên tự hồ cũng bị lây nhiễm tự hồ lại trở về niên đại đại học của mình hoàng thiên một trận cảm khái tốt nghiệp rời đi sân trường đã hơn một năm chính mình nhiễm không ít xã hội khí tức lái xe chậm rãi chạy ven đường không ít học sinh ghé mắt nhất là một ít nữ sinh chứng kiến xe việt giã tốt như vậy và lại lái xe hoàng thiên còn trẻ như vậy những nữ sinh này không ít người nhìn chằm chằm hoàng thiên trong mắt ít nhiều có vài phần lửa nóng dọc theo con đường chính chạy mấy trăm mét phía trước là một cái hồ nhân tạo thật lớn hai bên hồ rừng liễu là lướt hiện tại đã là thời tiết đầu xuân hoàng thiên ngoài ý muốn phát hiện chính mình phía trước không xa có một cái thân ảnh quen thuộc tuy rằng chỉ là bóng lưng hoàng thiên có vài phần khẳng định đây là chính mình thời đại học mỹ nữ ban đạo sư thầy hà hoàng thiên lái xe đến bên cạnh hà á bình kinh hỉ hô một tiếng nghe được thanh âm hà á bình vội vàng ngẩng đầu nhìn thấy người lái xe là hoàng thiên lập tức liền nhận ra lập tức vẻ mặt vui sướng nói hoàng thiên là em hà á bình vẫn xinh đẹp như vậy chỉ có thêm vài phần trưởng thành hà á bình vừa qua 30 tuổi vô cùng mê người thể hiện ra một vẻ đẹp trưởng thành của phái nữ hà á bình cũng tốt nghiệp trung học phổ thông thời đại học từng là một trong những hoa khôi của trường sau khi tốt nghiệp thạc sĩ hà á bình ở lại trường hoàng thiên năm thứ hai đại học hà á bình làm giáo viên hướng dẫn lớp cho hoàng thiên khi đó Hà Á Bình vừa mới kết hôn, chồng là một vị học giả, Hoàng Thiên đã gặp qua, hào hoa phong nhã, vô cùng nhã nhặn. Nhìn thấy chủ nhiệm lớp ngày xưa của mình, Hoàng Thiên tự nhiên cao hứng, lập tức liền hỏi, cô Hà, cô đi đâu, em chờ cô một đoạn đường. Hà Á Bình lập tức sảng khoái đáp ứng, được, tôi đi viện xử lý. Nói xong, Hà Á Bình liền lên xe việt dã Mercedes-Benz của Hoàng Thiên, ngồi ở vị trí phó lái. Hà Á Bình nói, nhìn không ra, Hoàng Thiên em lái xe tốt như vậy. Hoàng Thiên cười nói, sau khi tốt nghiệp em kiếm được chút tiền, mua chiếc xe này. Hạ Á Bình cẩn thận quan sát xe vài lần rồi cười nói, Hoàng Thiên, em không thành thật, đây đâu phải chỉ kiếm được chút tiền, em nhất định là phát tài lớn. Thấy vẻ mặt Hạ Á Bình tươi cười, nhìn qua vô cùng xinh đẹp, một vẻ đẹp thành thục nở rộ bên cạnh mình. Hoàng Thiên tự đáy lòng nói, cô Hà, cô vẫn xinh đẹp như xưa. Sắc mặt Hà Á Bình ửng đỏ, liếc Hoàng Thiên một cái nói, già dạ rồi, đã hơn 30, còn nói gì có xinh đẹp hay không? Hà Á Bình lập tức chuyển đề tài nói, Hoàng Thiên, không nghĩ tới em lại có tiền đồ như vậy. Lớp chúng ta năm đó có ba mươi mấy người, em là người có tiền đồ nhất đi. Thành thật khai báo, bây giờ em làm gì? Hoàng Thiên thành thật trả lời, cô Hà, em mở một siêu thị. Siêu thị Phú Gia cô nghe nói qua chưa? Siêu thị Phú Gia, sao có thể chưa từng nghe nói qua? Hà Á Bình trăm triệu lần không nghĩ, siêu thị Hoàng Thiên mở lại là siêu thị Phú Giai. Thật lâu sau, Hà Á Bình mới phục hồi tinh thần lại. Hoàng Thiên, em thật làm cho cô khiếp sợ. Phải biết rằng, em tốt nghiệp mới không đến 2 năm, lại làm ra thành tích như vậy. Lái xe so với đi bộ vẫn nhanh hơn nhiều, rất nhanh tới trước tòa nhà văn phòng viện thông tin. Hà Á Bình xuống xe, hai người để lại phương thức liên lạc, Hoàng Thiên lái xe đến tòa nhà văn phòng trường. Muốn tham gia hội nghị tuyển dụng mùa xuân của Trung Đại, đương nhiên là muốn tìm chỗ tuyển sinh việc làm của Trung Đại tòa nhà trường trung đại là một tòa kiến trúc có lịch sử gạch đỏ ngói đen tổng cộng 4 tầng có vẻ vô cùng cổ xưa ở lầu một đại sành hoàng thiên nhìn một chút bố cục đồ biết chiêu sinh việc làm ở lầu 2, hoàng thiên đang chuẩn bị lên lầu 2, lại gặp phải người quen hứa tùng cũng không nghĩ tới sẽ ở chỗ này đụng tới hoàng thiên trước kia ban ba hứa tùng có chút trần chờ nói hoàng thiên là ngươi nhìn thấy hứa tùng hoàng thiên lập tức nhận ra đây là hứa tùng lớp 4. lúc trước Khóa học của Hoàng Thiên có 7 ban, mỗi một cái ban ba mươi mấy người. Hoàng Thiên ở ban 3, Hứa Tùng ở ban 4. Giữa hai người có một chút ma sát nhỏ. Hứa Tùng là cậu. Thấy thật sự là Hoàng Thiên, Hứa Tùng đánh giá Hoàng Thiên một cái. Thấy Hoàng Thiên ăn mặc bình thường, không chút thu hút. Cảm giác ưu việt trong lòng vô hình trung liền hiển lộ ra. Lúc trước, trong lúc học đại học thành tích của Hoàng Thiên vẫn tốt hơn Hứa Tùng và lại giữa hai người có chút thù nhỏ trong lúc học đại học hứa tùng vẫn bị hoàng thiên đè đầu hiện tại nhìn thấy hoàng thiên hứa tùng cảm thấy cơ hội của mình đã tới vì vậy hứa tùng dùng một loại cao cao tại thượng ánh mắt nhìn hoàng thiên trong giọng nói càng lộ ra một loại nồng đậm cảm giác ưu việt nói hoàng thiên nghe nói ngươi sau khi tốt nghiệp ngay tại thành phố phù dung tìm việc làm thế nào công tác còn thuận lợi cảm thấy hứa tùng rõ ràng có một cảm giác cao cao tại thượng nhiệt tình trong lòng hoàng thiên liền nhạt đi rất nhiều thản nhiên nói cũng tạm được tôi cảm thấy mình sống cũng không tệ lắm nghe vậy hứa tùng trong lòng khinh thường cười cười trong lòng thầm nghĩ hiện tại sinh viên đại học nhiều như vậy áp lực nghề nghiệp lớn như vậy hoàng thiên có thể sống mới là lạ khẳng định có rất nhiều điều không như ý vì vậy hứa tùng ra vẻ nhiệt tình nói hoàng thiên công tác lan lộn được không như ý a à? kỳ thật trở về thi nghiên cứu sinh cũng không tệ ngươi lần này trở về trường học là muốn trở về thi nghiên cứu sinh a à? hứa tùng tốt nghiệp đại học chính quy dựa vào quan hệ trong nhà ở lại trường học hiện tại đang học nghiên cứu sinh hơn nữa còn đảm nhiệm một chiếc trợ giảng lớp chính quy hứa tùng tự nhận là tiền đồ của mình một mảnh tốt đẹp so với người làm công hoàng thiên này tốt hơn rất nhiều sau khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh hứa tùng sẽ ở lại làm giảng viên đến lúc đó lại lăn lộn với một giảng viên các loại ở trước mặt không ít người vậy thì rất có mặt mũi thấy hứa tùng cho rằng mình trở về trường là chuẩn bị thi nghiên cứu sinh hoàng thiên liền nở nụ cười Đồng thời, Hoàng Thiên cũng không quen nhìn loại cảm giác ưu việt này của hứa tùng. Vì thế Hoàng Thiên cười nói, bạn học hứa tùng, không cần cậu phí tâm, ta không phải trở về thi nghiên cứu sinh, tạm thời không có dự định này. Không phải trở về thi nghiên cứu sinh, vậy cậu tới đây làm gì? Hoàng Thiên cười lạnh nói, đã lâu không có trở về trường học, từng niệm trường học cũ, trở về trường nhìn một chút, người tin không? Không hài lòng nửa câu, Hoàng Thiên mặc kệ hứa tùng, cất bước đi lên lầu 2. Thấy Hoàng Thiên không hề nể mặt mình, còn cười lạnh với mình, nhìn bóng lưng Hoàng Thiên, Hứa Tùng biến sắc, sắc mặt rất nhanh liền âm trầm xuống. Đứng tại chỗ thật lâu, Hứa Tùng cũng đi lên lầu 2. Lại nói sau khi Hoàng Thiên lên lầu 2, thoáng nhìn biển số lớp, sau đó đi đến văn phòng trưởng phòng tuyển sinh, gõ cửa, không có phản ứng. Hoàng Thiên lại nhìn văn phòng phó trưởng phòng bên cạnh, trầm ngâm một chút, trong lòng thầm nghĩ, trưởng phòng không có ở đây, tìm phó trưởng phòng hẳn là cũng có thể. Hoàng Thiên đang chuẩn bị gõ cửa, Hoàng Thiên liền nở nụ cười, âm thầm lắc đầu. Thính lực nhạy bén của Hoàng Thiên nghe được rõ ràng tình huống bên trong, bên trong lại truyền đến từng đợt tiếng thở hổn hển. Thanh âm tuy rằng cố ý đè nén, người bình thường có thể không nghe thấy, nhưng Hoàng Thiên tự nhiên sẽ nghe được rõ ràng. Sở một cái cầm của mình, Hoàng Thiên thầm nghĩ, không nghĩ tới còn có thể gặp vài chuyện như vậy. Cái này phó trưởng phòng đại nhân cũng quá lớn mật, thời gian làm việc cư nhiên tại trong văn phòng của mình đại chiến. Hoàng Thiên cố ý ho khan một tiếng, vẫn gõ cửa. Một đôi nam nữ bên trong, nghe thấy tiếng gõ cửa, truyền đến một trận kinh hô mơ hồ, tiếp theo là một trận âm thanh tất tất soạt xoạt hiển nhiên là đang mặc quần áo. Ước chừng đợi không đến một phút đồng hồ, văn phòng cửa phòng mở ra, một vị tuổi còn trẻ, có vài phần tư sắc nữ sinh đi ra, nữ sinh này trên mặt đỏ ửng hiển nhiên còn không có rút đi. Mời vào, bên trong truyền đến một trận trầm ồn hữu lực thanh âm, Hoàng Thiên đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy thanh âm chủ nhân, Hoàng Thiên trong lòng cười cười, phó trưởng phòng này công phu định lực thật sự không tệ. Vừa rồi còn đang vật lộn đại chiến, hiện tại thì vẻ mặt nghiêm túc ngồi ngay ngắn ở phía sau bàn làm việc của mình. Và lại thanh âm còn trầm ổn như vậy, thằng vất gợn sóng không khỏi, chuyện gì cũng không có phát sinh. Bất quá, Hoàng Thiên không phải người bình thường, tự nhiên biết, đây vẻn vẹn chỉ là mặt ngoài hiện tượng, tên này tâm tình xa không bình tĩnh, tim đập mạch trời đều không có vững vàng xuống tới hoàng thiên không có dự định vạch trần người ta chuyện xấu mặt mỉm cười hoàng thiên đi vào nói xin chào phó trưởng phòng tuyển sinh tiểu ánh phúc thấy hoàng thiên còn trẻ lại rất lạ mặt không khỏi nhíu mày bất mãn nói đồng chí này thật không lễ phép tiểu ngô vừa rồi đang báo cáo công tác với tôi đều bị anh gõ cửa cắt đứt hoàng thiên trong lòng cười thầm nghĩ đó là ngươi đang báo cáo công tác sao bất quá trên mặt hoàng thiên không có chút biểu lộ nào mà là thành khẩn nói anh là tiếu trưởng phòng đi ta vừa tới tìm anh có một chút chuyện hoàng thiên nhìn thấy ảnh chụp và bảng hiệu đặt trên bàn làm việc biết vị phó trưởng phòng này tên là tiếu ánh phúc tiếu ánh phúc kiêu ngạo nói nói đi chuyện gì tiếu ánh phúc tuyệt không lo lắng hoàng thiên cương mới có thể ở bên ngoài phòng làm việc của mình nghe được cái gì tòa nhà này tuy rằng dáng vẻ kiểu cũ thế nhưng hiệu quả cách âm cực kỳ tốt ở ngoài cửa không có khả năng nghe được chút động tĩnh nào chính vì vậy Tiếu Ánh Phúc mới dám vật lộn đại chiến trong phòng làm việc của mình. Hoàng Thiên không để ý thái độ của Tiếu Ánh Phúc mà chậm rãi nói, Tiếu Bộ trưởng, tôi tên là Hoàng Thiên, cũng tốt nghiệp trung học phổ thông. Nghe nói mùa xuân có một cuộc họp tuyển dụng, tôi vừa vặn mở một công ty. Tôi muốn công ty của tôi tham gia cuộc họp tuyển dụng lần này, tuyển một nhóm sinh viên tốt nghiệp ưu tú. Nghe vậy, Tiếu Ánh Phúc hồ nghi nhìn Hoàng Thiên một cái, trong lòng thầm nghĩ, cái này Hoàng Thiên nhìn tuổi, từ trường học tốt nghiệp sẽ không vượt qua hai năm hiện tại cổ vũ sinh viên gây dựng sự nghiệp, nhưng là thời gian 2 năm có thể sáng lập ra cái gì công ty, vì vậy, Tiểu Ánh Phúc có chút khinh thường nói, Hoàng Thiên đúng không? người phải biết rằng chúng ta trung đại là nhất lưu đại học, chúng ta tốt nghiệp toàn bộ là đi nổi danh xí nghiệp, giống như ngươi tình huống như vậy, không phù hợp yêu cầu của chúng ta. Ý tứ của Tiểu Ánh Phúc rất rõ ràng, Hoàng Thiên không biết trời cao đất rộng, một công ty nhỏ cũng muốn tham gia hội tuyển dụng mùa xuân, còn muốn tuyển sinh tốt nghiệp đại học, đây quả thực là một chuyện cười nhưng vào lúc này cửa phòng làm việc của tiếu ánh phúc bị đẩy ra người đi vào lại là hứa tùng thấy hoàng thiên hứa tùng liền nở nụ cười lập tức hỏi cậu hoàng thiên tìm cậu làm việc hoàng thiên không nghĩ tới tiếu ánh phúc là cậu của hứa tùng có trách thành tích học tập của hứa tùng này bình thường còn có thể ở lại trường tám phần là dựa vào quan hệ của tiếu ánh phúc hứa tùng thấy hoàng thiên ngồi ở trong văn phòng của cậu mình không khỏi cảm giác ưu việt càng thêm rõ ràng dùng một loại đắc ý giọng điệu nói Hoàng Thiên, ngươi tìm cậu ta xin việc sao? Hoàng Thiên biểu hiện phi thường bình tĩnh, nhẹ nhàng cười cười nói, ta là muốn tìm tiếu trưởng phòng làm chút chuyện. Thấy vẻ mặt Hoàng Thiên bình tĩnh như vậy, hứa tùng thầm nghĩ trong lòng, đây là phòng làm việc của cậu thôi. Không ngờ cậu còn có vẻ mặt như vậy, trong lòng hứa tùng tràn đầy tức giận khó hiểu, sắc mặt đều thay đổi. Bất quá, hứa tùng sắc mặt vẹn vẹn biến đổi, lập tức liền khôi phục bình thường, vẻ mặt dối trá tươi cười nghĩ thầm đây là phòng làm việc của cậu mình. Hứa Tùng có vài phần đắc ý. Cậu, đây là chuyện gì xảy ra a? À? Tiếu Ánh Phúc vừa nhìn đã biết, cháu của mình cùng Hoàng Thiên này tự hồ có mâu thuẫn. Nhất thời, Tiếu Ánh Phúc liền nở nụ cười, chuẩn bị giúp cháu của mình thở ra một hơi thật tốt. Vì thế, Tiếu Ánh Phúc thêm mắm dặm muối kể lại chuyện của Hoàng Thiên một lần. Nghe cậu mình nói xong, hứa Tùng liền cười ha ha. Hoàng Thiên, người thật đùa, coi như người mở một công ty nhỏ, cũng không thể như vậy không biết trời cao đất rộng lại muốn tham gia mùa xuân tuyển dụng của trung đại, ha ha, cười chết ta, Hứa Tùng cười phi thường vui vẻ, cơ hồ đem nước mắt của mình đều cười ra. Hoàng Thiên ngược lại tương đối bình tĩnh, vẻ mặt chiêu tức nhìn Hứa Tùng cùng Tiếu ánh Phúc, trong lòng thầm nghĩ, đây thật sự là một đôi cực phẩm a. Lúc này điện thoại Hoàng Thiên vang lên, Hoàng Thiên lấy ra điện thoại di động của mình vừa nhìn là một cái dãy số điện thoại xa lạ, Hoàng Thiên tiếp nhận điện thoại, trong điện thoại là một giọng nam trung xa lạ, vô cùng lễ phép xin chào xin hỏi anh là hoàng thiên tiên sinh sao tôi là ngụy vĩnh quân ở phòng tuyển sinh đại học trung đại hoàng thiên vừa nghe liền hiểu lập tức nhiệt tình nói a nguyên lai là ngụy trường phòng a tôi chính là hoàng thiên hoàng tiên sinh bây giờ anh đang ở đâu trưởng phòng ngụy tôi đang ở phòng làm việc của phó trưởng phòng tiếu sát vách phòng làm việc của anh thấy hoàng thiên ở sát phát ngụy vĩnh quân lập tức tới vừa tiến vào phòng làm việc của tiếu ánh phúc rõ ràng liền cảm thấy bầu không khí không giống nhau hoàn toàn không bình thường. Lúc này, vẻ mặt Tiếu Ánh Phúc phức tạp, hoàn toàn không hiểu quan hệ giữa Hoàng Thiên và Ngụy Vĩnh Quần. Mà Hứa Tùng thì vẻ mặt khiếp sợ, Ngụy Vĩnh Quần cư nhiên tự mình tới, mà trong nhiệt tình rõ ràng lộ ra vài phần cung kính. Sắc mặt Hứa Tùng thay đổi, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ Hoàng Thiên có quan hệ không tầm thường? Thấy không khí lại dị thường, Ngụy Vĩnh Quần khó hiểu hỏi, Hoàng Tiên sinh, đây là chuyện gì? Hoàng Thiên mỉm cười, cũng thêm mắm dặm muối đem sự tình nói một lần, nghe Hoàng Thiên đem sự tình nói xong, Ngụy Vĩnh Quân sắc mặt liền đen xuống. "Mẹ nó, đây không phải là làm chết ta sao?" Vừa rồi, Ngụy Vĩnh Quân không ở văn phòng, cũng là bởi vì nhận được điện thoại của hiệu trưởng Vương, hiệu trưởng Vương tự mình gọi Ngụy Vĩnh Quân tới, nói tự nhiên là chuyện của Hoàng Thiên. Hiệu trưởng Vương vừa nói, Ngụy Vĩnh Quân lập tức cam đoan, đem sự tình làm cho đẹp đẽ, vừa về tới văn phòng của mình, Ngụy Vĩnh quần chủ động gọi điện thoại cho Hoàng Thiên, không nghĩ tới sự tình lại như vậy. Ngụy Vĩnh Quần hung hăng nhìn thoáng qua Tiếu Ánh Phúc, sau đó nghiêm túc nói, Tiếu Phó trưởng phòng, Hoàng Tiên Sinh là vương hiệu trưởng trọng điểm dặn dò. Làm chủ tịch một công ty lớn, Hoàng Tiên Sinh có thể quay về trường cũ tuyển dụng một nhóm sinh viên tốt nghiệp là niềm tự hào của chúng ta. Chúng ta vốn nên dốc hết toàn lực phối hợp, không nghĩ tới xảy ra chuyện như vậy. Chuyện này tôi nhất định sẽ tự mình báo cáo với vương hiệu trưởng. Hắn là chủ tịch của một công ty lớn, cười chết tôi rồi hắn nhất định là lừa các người nghe vậy hứa tùng cười rộ lên đánh chết hứa tùng cũng không tin hoàng thiên hội là chủ tịch một công ty lớn hoàng thiên tài tốt nghiệp bao lâu a à? mặt khác hứa tùng đã nhớ tới trong nhà hoàng thiên là nông thôn cơ hồ không có bối cảnh gì ngụy vĩnh quần nhìn thấy bộ dáng của hứa tùng không giận mà cười lắc đầu nói tiếu phó trưởng phòng đây là cháu ngoại của anh im miệng cho ta tên ngu ngốc này sắc mặt tiếu ánh phúc âm trầm đến mức gần như có thể véo ra nước hận không thể một cước đá chết hứa tùng gặp qua ngu xuẩn nhưng chưa từng thấy qua ngu xuẩn như vậy trong lòng tiếu ánh phúc thầm nghĩ thật không nên để hứa tùng ở lại trường nếu như lăn lộn trong xã hội hai năm có thể không phải như vậy mặt khác tiếu ánh phúc hơi lo lắng nghiên cứu sinh của hứa tùng được cử đi học cũng không phải thi lấy đao thật súng thật được cử đi học nghiên cứu sinh là tiếu ánh phúc vi phạm quy định giúp hứa tùng làm một danh ngạch được cử đi học Ngụy Vĩnh Quần lại muốn tự mình báo cáo với hiệu trưởng, Tiếu Ánh Phúc cả kinh không nhẹ, vội vàng lau mồ hôi lạnh trên trán, vẻ mặt tươi cười nói, "Hoàng thiếu, ngài hút thuốc, vừa rồi là hiểu lầm a." À. Hoàng Thiên thản nhiên nói, "Tiếu phó trưởng phòng, tôi không hút thuốc." Sắc mặt Tiếu Ánh Phúc cứng đờ, nhanh chóng cười nịnh nọt, "Hoàng thiếu, vậy ngài uống chén trà, thật sự là không lễ phép, chậm trễ hoàng thiếu." Nói xong, Tiếu Ánh Phúc biến sắc, lớn tiếng quát hứa Tùng, "Đồ hỗn đản!" còn không mau rót trà cho hoàng thiếu. Hứa tùng có phải là đồ hỗn đàn hay không không biết, nhưng tuyệt đối là tên ung thần với hắn, tiếu ánh phúc bị hứa tùng lừa không nhẹ, có thể vị trí cũng khó giữ được. Thấy cậu mình tức giận, hứa tùng bị dọa run lên, hiển nhiên bình thường rất sợ tiếu ánh phúc, hứa tùng bi phẫn nhìn thoáng qua hoàng thiên, bất đắc dĩ, đành phải cầm lấy ấm trà, rót cho hoàng thiên một chén trà. Đem pha xong một chén trà nóng đặt ở trước mặt Hoàng Thiên, hứa tùng cúi đầu, nhỏ giọng nói, Hoàng Thiên, mời uống trà hoàng thiên làm bộ như không nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ cười nói với ngụy vĩnh quần bên cạnh trưởng phòng ngụy chuyện công ty chúng tôi tham gia hội tuyển dụng có thể làm phiền anh ngụy vĩnh quần nhiệt tình nói hoàng thiếu đi đến văn phòng tôi nói chuyện hoàng thiên ngụy vĩnh quần dắt tay nhau đi ra ngoài hớ tủng hoàn toàn cứng đờ tại chỗ trong tay bưng một ly trà vừa pha xong mà tiếu ánh phúc thì vẻ mặt lo lắng càng nhìn thấy ngụy vĩnh quần nhiệt tình với hoàng thiên tiếu ánh phúc lại càng lo lắng tiếu ánh phúc thầm nghĩ hoàng thiên này rốt cuộc là ai xem ra quan hệ với hiệu trưởng vương không tầm thường nếu không ngụy vĩnh Quân sẽ không nhiệt tình và cung kính như vậy nghĩ tới hoàng thiên có thể quan hệ với hiệu trưởng vương không tầm thường trong lòng Tiếu ánh phúc một trận bi thương trong lòng thầm nghĩ lần này mình sợ là tự thân khó bảo toàn tiểu ánh phúc biết mình căn bản là chịu không nổi tra xét mình quá không sạch sẽ hoàng thiên không biết trương văn kiệt cùng hoàng hiệu trưởng nói cái gì vương hiệu trưởng lại coi trọng như vậy đầu tiên là ngụy vĩnh quần cùng hoàng thiên nói chuyện thật lâu hiệu trưởng vương lại tự mình mời hoàng thiên đến văn phòng của mình ngồi một chút khen ngợi hoàng thiên một phen nói hoàng thiên là điển hình của sinh viên tốt nghiệp đại học tốt nghiệp không đến hai năm liền sáng lập tập đoàn chuỗi siêu thị phú giai quy mô lớn như thế đối mặt kích lệ hoàng thiên lộ ra phi thường khiêm tốn bất quá trong lòng lại phi thường cao hứng ai không thích nghe lời hay đâu hoàng thiên làm cho tốt ta xem trọng cậu mười năm sau trường học sẽ lấy cậu làm vinh dự. Hiệu trưởng Hoàng, tôi nhất định không làm mất mặt trường học, cố gắng làm ra thành tích. Hoàng Thiên bảo chứng nói. Có một câu nói nổi tiếng của Nakata, hôm nay bạn tự hào về trường học của mình. Ngày mai trường học tự hào về bạn. Nhà trường tự hào về bạn. Đây là thành tựu cỡ nào không dậy nổi. Từ văn phòng hiệu trưởng Vương đi ra, tâm tình Hoàng Thiên thật lâu không thể bình tĩnh, trong lòng tràn đầy kích động, nghĩ, nhiều năm sau, trường học nhất định sẽ lấy mình làm vinh dự ba ngày sau hội nghị tuyển dụng trường đại học trung quốc vào mùa xuân diễn ra đúng thời hạn tại vị trí tuyển dụng rất nổi bật có vị trí tuyển dụng của các tập đoàn siêu thị phú giai tham gia hội tuyển dụng lần này đội hình siêu thị phú giai không nhỏ một gã phó tổng công ty tự mình dẫn đội phía dưới còn có quản lý nhân sự công ty cùng với mấy quản lý mấy nhân viên công tác về phía siêu thị phú giai chuẩn bị cũng vô cùng đầy đủ siêu thị phú giai giới thiệu quá trình phát triển tình huống các cửa hàng văn hay tranh đẹp, mặt khác, đương nhiên cũng đưa ra đãi ngộ lương bồng mê người. Lương bồng của chuỗi siêu thị Phú Sai đãi ngộ không tệ, nhất là những nhân viên quản lý kia, đãi ngộ làm cho người ta vô cùng đỏ mắt. Một quản lý bình thường, thu nhập hàng năm dễ dàng vượt qua 10 vạn. Một gã cấp thấp nhất cấp 2 quản lý, thu nhập hàng năm thoải mái năm, 60 vạn. Một gã cấp một quản lý thu nhập hàng năm thoải mái vượt qua trăm vạn. Những kia các chi nhánh chính phó quản lý, tập đoàn công ty các bộ phận quản lý, lương một năm liền càng cao. Cũng may phú giai chuỗi siêu thị tập đoàn công ty thực hiện chính là tinh anh nhân tài kế hoạch, cơ cấu tương đối tinh giản, công ty hơn 90% là nhân viên bình thường. Chủ quản trở lên nhân viên chiếm cứ tỷ lệ phi thường nhỏ, bằng không, Hoàng Thiên cũng không có nhiều tiền như vậy phát cho mọi người. Đãi ngộ tốt như vậy, cộng thêm đầy đủ không gian phát triển cùng thăng chức, làm cho không ít người liều mạng già, phát huy đầy đủ hết thầy tài năng của mình nhân viên bình thường nhất định muốn thăng lên quản lý, quản lý muốn thăng quản lý cấp 2, quản lý cấp 2 muốn thăng quản lý cấp 1, quản lý cấp 1 muốn thăng quản lý các cửa hàng. Trước khi siêu thị phú giai tuyển dụng, người người tấp nập, không ít sinh viên chuẩn bị ứng tuyển, đang hăng hái bừng bừng, say xưa nhìn tư liệu giới thiệu siêu thị phú giai, đồng thời cũng nhìn tư liệu tuyển dụng. Một bạn nữ sinh đeo kính đen tóc ngắn đang hỏi, xin chào, các anh giới thiệu lương cơ bản là 3.000 khối thêm chích phần trăm, cái này chích phần trăm là bao nhiêu? nhân viên siêu thị phú giai vô cùng kiên nhẫn nhiệt tình trả lời trích phần trăm ít thì một ngàn nhiều thì ba ngàn căn cứ vào tình hình kinh doanh hàng tháng của siêu thị mà định ra ít nhất cũng có một ngàn mà nhiều nhất có ba ngàn cái này không tệ vì thế nữ sinh này thoáng hỏi tình huống sau đó trịnh trọng gửi một phần sơ yếu lý lịch của mình nhận được sơ yếu lý lịch của nữ sinh này nhân viên công tác cũng đơn giản hỏi nữ sinh này mấy vấn đề xem như tiến hành phỏng vấn đơn giản siêu thị phú giai tuyển nhận hai người Tất cả đều là sinh viên đại học, nhóm nhân viên tuyển nhận này toàn bộ tiến vào cơ sở rèn luyện. Sau này sẽ căn cứ vào tình huống biểu hiện tăng lên một bộ phận người làm chủ quản. Bởi vì là sinh viên đại học, siêu thị Phú Giai mở ra đãi ngộ là mỗi tháng 3.000 bảo hiểm, lại thêm một phần trích phần trăm. Đãi ngộ như vậy, ở trong tất cả xí nghiệp tham gia tuyển dụng chỉ có thể xem như trung bình. Giờ dĩ hấp dẫn nhiều người đến ứng tuyển như vậy, mọi người đón mắt chính là triển vọng phát triển tốt đẹp lần tuyển dụng này của siêu thị phú gia liệt kê ra bản đồ tổ chức mọi người vừa nhìn liền hiểu được có thể tầng tầng phát triển chỉ cần làm tốt ở siêu thị triển vọng phát triển rất tốt hàng năm vào mấy trăm vạn thậm chí hơn 10 triệu cũng có khả năng một nam sinh tướng mạo nhã nhặn không xác định hỏi các anh chủ quản thu nhập hàng năm thật sự có 10 vạn trở lên nhân viên tuyển dụng của siêu thị phú gia đối mặt với câu hỏi như vậy kiên nhẫn thật sự nhân viên công tác này cũng giống như vậy tự hào cười một cái thì thường khẳng định nói Chủ quản của chúng ta thu nhập hàng năm khẳng định ở trên 10 vạn, chủ quản đi lên một cấp chính là quản lý cấp 2, quản lý cấp 2 của chúng ta thu nhập hàng năm ít nhất 50 vạn trở lên. Thu nhập 50 vạn trở lên, tên nam sinh này hít vào một hơi khí lạnh, trong lòng tràn đầy khiếp sợ, đồng thời cũng tràn đầy kích động, trong lòng thầm nghĩ, công ty như vậy không tệ, nếu như mình cố gắng, có thể làm được một gã quản lý cấp 2, đó chính là danh xứng với thực kim lĩnh. Bên cạnh không ít chuẩn bị ứng tuyển sinh viên đại học Tất cả mọi người là vẻ mặt hưng phấn cùng kích động. Trong đó, có một bạn đồng học không kiên nhẫn, lớn tiếng hỏi quản lý cấp một thu nhập hàng năm là bao nhiêu. Nhân viên công tác này cười một cái, cũng lớn tiếng hồi đáp, cuối năm ngoái. Công ty chúng ta tại Thần Long khách sạn cử hành tiệc rượu chúc mừng, lúc trước chúng ta liên phát các cấp quản lý hàng năm trích phần trăm. Thấy tất cả mọi người đang nhìn mình, nhân viên công tác này vẻ mặt tự hào, tiếp tục lớn tiếng nói, siêu thị phú giai của chúng ta thanh thạch quảng trường cửa hàng tháng 10 năm ngoái chính thức khai trương. Đến cuối năm cũng sẽ không đến 4 tháng thời gian, chúng ta thanh thạch quảng trường chi nhánh cấp hai quản lý trở lên nhân viên tổng cộng 21 người. Mọi người chia sẻ hơn 63 vạn trích phần trăm, ít nhất một người trích phần trăm vượt qua 70 vạn, nhiều nhất có hơn 6 triệu. Chúng ta hồng nhật quảng trường cửa hàng khai trương thời gian không dài, nhưng hồng nhật quảng trường cửa hàng tổng giám đốc, vài vị phó tổng giám đốc, cấp dưới có vài vị cấp một quản lý vài vị cấp hai quản lý, tổng cộng không đến 20 người, mọi người chia sẻ 2.700 triệu trích phần trăm, cầm được ít nhất cũng có hơn 30 vạn nguyên. Nhân viên công tác này nói xong, bốn phía một mảnh yên tĩnh, cùng những nơi khác ồn ào hình thành đối lập rõ ràng. Tất cả mọi người là vẻ mặt khiếp sợ, như vậy phong phú trích phần trăm, quả thực chính là quá có lực, đối với mọi người tràn ngập trí mạng lực. Thật lâu sau, có một bạn nam sinh lớn tiếng hỏi, đây là thật, thật sự có như vậy trích phần trăm. Phó tổng dẫn đội tuyển dụng mỉm cười tràn đầy sức mạnh nói các bạn học tạ quản lý của chúng tôi nói thiên chân vạn sắc trích phần trăm của công ty chúng tôi là công khai mọi người nếu như có thể gia nhập công ty chúng tôi sẽ biết chúng tôi tuyệt không nói dối mặt khác ta muốn cùng mọi người nói một tiếng chính là đây vẫn chỉ là bảo thủ ước tính trước mắt công ty chúng ta ở tốc độ cao phát triển dự tính đến cuối năm nay các vị quản lý trích phần trăm sẽ trên cơ sở này tăng gấp đôi còn phải gấp đôi mọi người khiếp sợ không được, lại còn có tốt như vậy công ty. Không được, ta nhất định phải tiến vào nhà này công ty. Không ít đồng học trong lòng âm thầm quyết tâm nói. Mặt khác, tất cả mọi người không ngốc, tập đoàn chuỗi siêu thị Phú Giai là một công ty mới, đang ở tốc độ cao phát triển, tiến vào công ty như vậy. Vậy thì có đại lượng kỳ ngộ, chỉ cần chính mình cố gắng, làm đến cấp chủ quản, thậm chí làm cấp cao hơn, đó là chuyện rất có khả năng. Nhất thời, trước bàn tuyển dụng của siêu thị Phú Giai liền nóng lên mọi người chen vỡ đầu cuối cùng nhà trường phải phái ra rất nhiều bảo vệ để duy trì trật tự thông báo tuyển dụng của siêu thị phú giai là náo nhiệt nhất nóng bỏng nhất không có một trong số đó cùng ngày diễn đàn trên mạng của trung quốc và đại học trung quốc trở nên sôi động tất cả mọi người đang nói chuyện sôi nổi đề tài tất cả đều là về siêu thị phú giai công ty chuỗi siêu thị phú giai biểu hiện vô cùng nóng bỏng trong hội tuyển dụng trung đại bất quá hoàng thiên không tự mình tham gia hội tuyển dụng lần này Hoàng Thiên liên tiếp tiến hành mấy lần bế quan, mỗi lần bế quan tu luyện, ít thì hai ngày, nhiều thì 4, 5 ngày, Hoàng Thiên rốt cục đạt tới luyện khí tầng thứ 7, cũng chính là luyện khí hậu kỳ. Đồng thời, Hoàng Thiên thần thức cũng tiến thêm một bước lớn mạnh, đã có thể phóng ra ngoài phạm vi 15, 6 trượng, cũng chính là khoảng cách xa 50 mấy mét. Ở thành phố Kiến Ninh, tòa cao ốc mà siêu thị Phú Giai mua lại đã bị dỡ bỏ toàn bộ vào năm ngoái. Trên địa chỉ ban đầu, một tòa cao ốc cao tới 48 tầng sẽ đứng vững. Trước mắt, cao ốc mới đã khởi công xây dựng, từ tầng 1 tới tầng 5 sẽ mở cửa hàng mới của siêu thị Phú Giai, diện tích kinh doanh trên 3 vạn mét vuông. Từ tầng 6 tới tầng 20 sẽ là một khách sạn 5 sao, từ tầng 21 trở lên sẽ là văn phòng xa hoa. Siêu thị Phú Giai đầu tư rất nhiều tiền ở đây, cũng may tài chính của siêu thị Phú Giai coi như dư giả. Tu Vi đạt tới luyện khí hậu kỳ, Hoàng Thiên chuẩn bị đi tỉnh Vân Nam một chuyến, đi điện Myanmar một chuyến. Sở dĩ chuẩn bị đi nơi này chủ yếu có hai phương diện cân nhắc, một mặt là siêu thị phát triển cần tài chính, mặt khác, Hoàng Thiên tu luyện cần linh khí. Chuẩn bị đi Vân Nam và Điện Myanmar, Hoàng Thiên đã sớm nói với chị Nhược Đồng, chị Nhược Đồng vốn muốn đi cùng Hoàng Thiên. Nhưng Hoàng Thiên lo lắng đến khu mỏ phía Bắc Điện Myanmar không an toàn, Hoàng Thiên chuẩn bị một mình đi trước. Tháng 3 Dương Xuân, Hoàng Thiên đáp máy bay đầu tiên đến Xuân Thành, thủ phủ tỉnh Vân Nam. Xuống máy bay, Hoàng Thiên trong lòng cảm khái, không hồ là xuân thành, chẳng những khí hậu dễ chịu, hơn nữa, khắp nơi là hoa tươi, chính là bên đường đều có không ít hoa tươi. Từ sân bay đi ra, tùy tiện bắt một chiếc xe, Hoàng Thiên cũng không có mang theo hành lý gì nhiều. Chỉ có một cái vali nhỏ, đại bộ phận đồ vật, nhất là đồ vật trọng yếu, Hoàng Thiên đều đặt ở trong túi càn khôn. Túi sách, vật dụng cần thiết cho chuyến đi gia đình. Ở lại một ngày tại một khách sạn năm sao nổi tiếng ở Xuân Thành, Hoàng Thiên thuê một chiếc xe đi thẳng đến thành phố Lệ Thụy. Thành phố Lệ Thụy là cửa khẩu nhập khẩu ngọc bích thô lớn nhất. Một số liệu thống kê mới nhất của Hải quan thành phố Lệ Thụy cho thấy hiện nay tiêu thụ khoảng 6.000 tấn ngọc bích mỗi năm ở Đại Hạ Quốc. Hai phần ba trong số đó được nhập khẩu qua cửa khẩu Lệ Thụy. Những người trong ngành đã đồng ý với cách nói ngọc xuất Nam Vân, ngọc tòng Lệ Thụy. Tài nguyên phỉ thúy dồi dào khiến cho thương gia như cá trích mà tới. Lệ Thụy cũng bởi vì phỉ thúy mà phồn hoa. Đạt tới Lệ Thụy, Hoàng Thiên đầu tiên là liên hệ với một giám đốc của tập đoàn châu báu đại thông Tạ Thự Đông ở phía Lệ Thụy. Tạ Thự Đông gần 40 tuổi có mười mấy năm kinh nghiệm hành nghề trong ngành phì thúy, đồng thời cũng là tổng giám đốc chi nhánh công ty châu báu đại thông ở thành phố Lệ Thụy. Chi nhánh này không lớn, chủ yếu tham gia thu mua ngọc bích nguyên thạch, đồng thời quản lý một nhà máy chế biến ngọc bích ở thành phố Lệ Thủy. Hiện nay Lệ Thụy đã hình thành hơn 400 nhà máy chế biến đá quý, hơn 6.000 cửa hàng tiêu thụ đá quý hơn 500 hộ kinh doanh giao dịch thành phẩm, hơn 5.000 nhân viên hành nghề. Hai người gặp mặt, thấy Hoàng Thiên trẻ tuổi như vậy, Tạ Thự Đông hơi kinh ngạc, bất quá, Tạ Thự Đông vẫn là phi thường nhiệt tình nói, Hoàng Thiên sinh, hoan nghênh anh đi tới lệ thụy. Hoàng Thiên cũng là vẻ mặt nhiệt tình, mặt mỉm cười, móc ra một điếu tung hoa, đưa cho Tạ Thự Đông nói, Tạ Tổng, mấy ngày nay có thể muốn phiền toái anh. Nhận lấy thuốc lá của Hoàng Thiên, Tạ Thự Đông khách khí nói, đâu có, đâu có hai người hàn huyên vài câu tạ thự đông an bài hoàng thiên ở một khách sạn tốt nhất thành phố lệ thụy phòng hiến nhiên đã sớm chuẩn bị xong và lại hoàn cảnh rất tốt và ở khách sạn hoàng thiên thầm nghĩ trong lòng tạ thự đông này là một người tâm tư tinh tế tỉ mỉ công tác chuẩn bị làm vô cùng đầy đủ buổi tối tạ thự đông khách khí làm chủ mở tiệc chiêu đãi hoàng thiên sau yến hội tạ thự đông lại nhiệt tình mời hoàng thiên đi hát ca lung ốc bất quá hoàng thiên từ chối sau khi ăn xong Hoàng Thiên nói muốn tự mình tản bộ một chút. Tạm thời tách ra với tạ thự đông. Hai người hẹn thời gian ngày mai gặp mặt. Tâm tình Hoàng Thiên không tệ, chậm rãi đi tới đầu đường Lệ Thụy. Bởi vì vì Thúy, thành phố Lệ Thụy tương đối phồn hoa, xa hoa trụy lạc. Hoàng Thiên chậm rãi mà đi, đi một đoạn. Hoàng Thiên phát hiện, mình đã cơ bản nhanh đi ra nội thành. Nơi này muốn vắng vẻ không ít, ánh đèn cũng tối không ít. Nhìn đồng hồ, Hoàng Thiên không khỏi nở nụ cười. Thời gian cũng không còn sớm, Hoàng Thiên chuẩn bị đón một chiếc taxi về khách sạn. Nhưng vào lúc này, một cỗ màu đen BMW kép Việt dã xe tốc độ rất nhanh từ trước mặt Hoàng Thiên chạy qua, vừa vặn. Ven đường có một bãi nước lớn, xe BMW kép liền từ nơi này lội nước mà qua, đại lượng nước bẩn hướng Hoàng Thiên bắn tung tóe mà đến. Quả thực, Hoàng Thiên thầm bắn một tiếng, nhẹ nhàng nhảy ra. Nếu như không phải Hoàng Thiên thân thủ nhanh nhẹn, tốc độ phản ứng nhanh, nhất định sẽ bị bắn tung tóe đến một thân nước bẩn, Chiếc xe BMW kép này không có chút nào giảm tốc độ, rõ ràng bắn tung tóe lên mảng lớn nước bẩn, cũng không có ý tứ dừng lại. Thậm chí, Hoàng Thiên có thể rõ ràng nghe được bên trong xe người còn vui sướng thổi một tiếng huýt sáo. Trong lòng Hoàng Thiên hơi có vài phần tức giận, nhìn thấy trên mặt đất vừa vặn có một khối gạch lớn bằng nửa nắm tay, Hoàng Thiên một cước đá bay khối gạch này. Viên gạch giống như có mắt, tốc độ rất nhanh, vẽ ra một đường cong duyên dáng, chuẩn bị bắn trúng chiếc BMW kép này. Thình thịch một tiếng chầm đục gạt đánh chúng đuôi xe BMW kép. Hết tập 12 rồi ạ. À. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở tập sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.